Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 381. Trong kỳ phong cốc, cũng không phải là bọn hắn hà ra một nhà độc đại, còn có ba gia tộc khác, theo thứ tự là từ gia, phùng gia cùng trịnh gia. Bốn gia tộc này, một mực ở tại kỳ phong cốc, không biết rõ đã đã bao nhiêu năm, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng coi là tương đối mật thiết. Cuối cùng lẫn nhau ở giữa thường xuyên thông gia thông hôn, tỉ mỉ một luận, đều là thân thích. Như lần này, ba nhà khác cũng không phải tới thăm viếng, mà là bọn hắn nghe nói, Hà ra người, mang theo một ngoại nhân tiến vào kỳ phong cốc. Bọn hắn là tới hưng sư vấn tội. Hà ra lão tổ nhíu mày, không nghĩ tới cái này ba nhà người đến nhanh như vậy, bất quá trong lòng cũng không có cái gì lo lắng. Bây giờ kỳ phong cốc vẫn luôn nhận lấy cái này quái bệnh quấy nhiễu, nếu là có thể giải quyết đi vấn đề này, mọi người có lẽ đều sẽ rất vui vẻ. Lão hà đầu, các ngươi hà ra là có ý gì? Chẳng lẽ không biết chúng ta nơi này, sinh ra chớ vào ư? Các ngươi người nhà họ hà, rõ ràng còn dám chủ động mang theo ngoại nhân đi vào. Là không có đem ba nhà chúng ta để vào mắt sao? Từ gia lão tổ trầm giọng hỏi. Mà lúc này, Phùng gia lão tổ cùng trịnh gia lão tổ đều hướng về Trần Trường An nhìn đi qua, chỉ có kim tiên cảnh tầng một tu vi, ngược lại không có cái uy hiếp gì. Có thể quy củ liền là quy củ, ai cũng không thể đánh vỡ cái quy củ này. Ngươi chính là từ bên ngoài đến. Ta mặc kệ ngươi là thế nào lừa gạt người nhà họ hà mang ngươi tới cũng mặc kệ ngươi tới chỗ này mục đích là cái gì, hiện tại, lập tức rời đi kỳ phong cốc. Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng tương lai qua chuyện nơi đây nói ra, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Trịnh gia lão tổ lạnh giọng nói. Nghe được đối phương, Trần Trường An cảm giác, cái này kỳ phong cốc e rằng còn có bí mật gì tồn tại, lo lắng như vậy nơi này bị lộ ra ra ngoài ư. Chẳng lẽ là, lánh nạn, cái này bốn nhà đều có tiên vương cường giả, thế mà còn biết như vậy lo lắng, địch nhân của bọn hắn chỉ sợ là cũng không đơn giản các ngươi khẳng định muốn ta rời đi trần trường an cười nhạt hỏi đây là tất nhiên tốt nhất hiện tại liền đi tốt đã như vậy vậy ta cũng liền không nhiều quấy dày trần trường an đứng dậy liền muốn rời khỏi cái này như làm hà gia lão tổ gấp quá sức liền vội vàng tiến lên kéo lại trần trường an thần y chớ trách ba lão gia hỏa này đều là chết đầu óc không biết rõ tiền căn hậu quả tuyệt đối không nên trách tội Ngài thế nhưng đại thiện nhân à, tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn chấp nhặt có đúng hay không? Ngài chi khí rộng, độ lượng lớn, đủ để tiếp nhận thiên địa này, là tuyệt đối sẽ không giống như bọn hắn tính toán, đúng không? Hà gia lão tổ lời nói, để Trần Trường An rất cảm thấy vui mừng, đúng, liền như vậy tuyên truyền chính mình, thích nghe. Lão Hà đầu, ngươi tại nói cái gì nói nhảm? Cái gì gọi là chúng ta đều là chết đầu óc? Ngươi lời này ý tứ gì? Mặt khác ba vị lão tổ lúc này phẫn nộ nhìn xem Hà gia lão tổ. Ta nói có sai ư? Các ngươi biết hắn là ai ư? Biết hắn là thân phận gì ư? Biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này ư? Không biết, các ngươi cái gì cũng không biết, ngay tại nơi này phát ngôn bừa bãi. Các ngươi không phải đầu óc có bệnh là cái gì? Hà gia lão tổ tức giận nói. Hắn là ai? Thân phận gì? Thế nào, hắn là cha ngươi hả, à? vẫn là gia gia ngươi hả? À? Phùng gia lão tổ lời nói để hà gia lão tổ mặt đều xanh biếc bất quá vẫn là cưỡng ép chế trụ lửa giận trong lòng ta nói cho các ngươi biết vị này chính là thần y thái cổ tiên vực đệ nhất thần y chớ nhìn hắn tu vi có lẽ cũng không cao nhưng y thuật không người có thể địch hà gia chúng ta đã hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được hắn cầu người ta đi tới chúng ta nơi này là vì cái gì không phải là vì chúng ta kỳ phong cốc quái bệnh ư các ngươi hiểu ta dụng tâm lương khổ ư các ngươi không cố gắng cảm tạ ta, rõ ràng còn đi tới nhà ta diễu võ dương oai. Các ngươi còn có lương tâm ư. Hà gia lão tổ lời nói, để đối diện ba người đều ngây ngẩn cả người, thần y, có khả năng trị liệu quái bệnh. Trần Trường An lúc này nhìn một chút hà gia lão tổ, không thể không nói, vị này, da mặt không so chính mình mỏng bao nhiêu, thật là lời gì cũng dám nói à, cũng là không muốn cái mặt. Ngươi nói, hắn thật sự có thể trị liệu quái bệnh. Có cái gì bằng chứng? Trịnh gia lão tổ câu mày hỏi. Bằng chứng. Chỉ bằng hắn cứu hà ra chúng ta hai người. Cháu của ta tôn tử tôn tử. Tôn tử là hắn cứu. Cháu của ta tôn tử tôn tử tôn tử. Tôn tử cũng sẽ hắn cứu. Chẳng lẽ ta sẽ còn dùng chuyện này để lừa gạt các ngươi sao? Hà gia lão tổ tức giận nói. Ba nhà khác lão tổ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn hướng Trần Trường An. Ánh mắt kia phảng phất tại nói. Ngươi nói thật nhiều nhưng chúng ta không tin. Viện cớ, vậy nhất định là lão hà đầu tìm viện cớ chính là vì trợ giúp người nhà họ hà giải vây mang ngoại nhân đi vào cái tội danh này không sai nhất định là như vậy bọn hắn mấy vị tiên vương đều thúc thủ vô sách sự tình một cái kim tiên cảnh tầng một tiểu tử thúi hắn liền có năng lực nói đủ cái gì ngươi nghe một chút chính ngươi nói lời nói ngươi tin không ngươi có phải hay không cảm thấy ba người chúng ta rất ngốc rất tốt lừa cái này quái bệnh chúng ta mấy cái nghiên cứu nhiều năm như vậy đều thúc thủ vô sách thậm chí là nguyên nhân bệnh cũng không tìm tới, chỉ bằng hắn. Tới tới tới, vậy ngươi cho ta xem một chút, ta có hay không có bệnh. Phùng gia lão tổ khinh thường nhìn về phía Trần Trường An, trực tiếp đưa tay đưa tới, nói là để Trần Trường An chữa bệnh, kỳ thực bất quá là tại châm biếm Trần Trường An, muốn để hắn mất mặt thôi. Tốt, vậy ta liền cho ngươi xem một chút. Trần Trường An đưa tay đáp lên cổ tay của đối phương, tỉ mỉ một cảm ứng, phát hiện đối phương thể nội cũng chưa chết pháp tắc chi lực. Xem ra Tử vong pháp tác chi lực tuy là rất mạnh, nhưng cũng không phải là ai cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Người thường không có tu vi, tử vong pháp tác chi lực đối bọn hắn không có hứng thú. Mấy vị này lão tổ thực lực quá mạnh, tử vong pháp tác chi lực cực kỳ khó xâm lấn đến trong cơ thể của bọn hắn. Chỉ duy nhất chính giữa tu vi này không cao không thấp xui xẻo nhất. Thế nào tiểu tử, ta có bệnh ư? Phùng gia lão tổ cười lạnh hỏi. Ngươi không có cái kia quái bệnh. Ha 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 ha, là không có, vẫn là ngươi nhỉ không ra à? Quái bệnh chính xác không có, bất quá, cái khác mau bệnh, ngược lại có không ít. Nói thế nào ngươi tu vi này cũng không thấp, thế nào còn có chút liệt. Im miệng, ngươi tại nói cái gì mê sảng. Ta là người, nơi nào có đuôi. Trần Trường An lời nói còn chưa nói xong, phùng gia lão tổ lập tức sầm mặt lại, trực tiếp cắt ngang Trần Trường An lời nói, đồng thời rời đi chủ đề. Ta nói lão phùng đầu, nhân ra lời nói đều chưa nói xong, có lẽ nói không phải đuôi đây. Tuổi đã cao, cũng không thể giấu bệnh sợ thầy à." Hà. Hà Gia lão tổ cười xấu xa lời nói, "Ta không nhìn, hắn đều nói ta không bệnh." Phùng Gia lão tổ liền vội vàng đem tay thu hồi lại. Nói như vậy, ngươi thừa nhận y thuật của hắn cao minh. Ta không thừa nhận. Vậy không bằng, chúng ta liền tiếp tục nói chuyện vừa mới cái kia liệt sự tình à. Khụ khụ, ta thu về lời nói mới rồi, hắn y thuật chính xác cao minh. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 382 lão phùng đầu ngươi liền như vậy bị uy hiếp chẳng phải là có chút mau bệnh à sợ cái gì nơi này cũng không có ngoại nhân đừng sợ to gan nói ra chúng ta không biết dùng kỳ thị ánh mắt đi xem người nhiều năm như vậy huynh đệ ngươi còn chưa tin chúng ta ư từ gia lão tổ một mặt nghiêm túc nói nói cái này mẹ nó là tùy tiện có thể nói ra tới sự tình ư hắn chính xác hiểu y thuật chỉ bất quá ta không biết rõ hắn là có hay không sẽ trị liệu cái kia quái bệnh bằng không chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp chứng thực một chút à phùng gia lão tổ tỉnh táo lại phía sau nói cuối cùng trần trường an bây giờ đã đi tới cái này kỳ phong cốc cùng trực tiếp trục xuất còn không bằng để hắn thử một chút vạn nhất thật có kỳ tích đây huống hồ hắn nếu thật là y thuật cao minh chính mình cái này quả nhân có nhanh chẳng phải là được cứu rồi chứng thực này làm sao chứng thực còn không phải hắn nói cái gì chính là cái đó cái này quái bệnh ngươi cũng không phải không biết không có phát bệnh thời điểm cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt. Trịnh gia lão tổ câu mày nói. Rất đơn giản, các ngươi cái này quái bệnh phát bệnh dẫn thế nào? Nhiều lần không nhiều lần. Trần Trường An hỏi. Nhiều lần. Nếu là nhiều lần, sớm đã chết cả rồi. Chẳng lẽ 10 năm 8 năm không có phạm nhân bệnh, ngươi liền muốn tại chúng ta nơi này? Không tốt, không tốt, lại có phạm nhân bệnh. Trịnh gia lão tổ lời nói vẫn chưa nói xong, hà ra có người lại mắc bệnh. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, ngươi nói một chút đây không phải vừa vặn ư thần y bày ra hà hà gia lão tổ một mặt kích động nhìn hướng trần trường an ai vậy liền cho các ngươi phơi bày một ít à bằng không còn thật cho là ta là cái kia lừa đời lấy tiếng hạng người trần trường an bất đắc dĩ thở dài một hơi khẽ vươn tay ra hiệu mọi người dẫn đường cái khác ba nhà lão tổ liếc nhau một cái theo sau cũng đi theo tránh hết ra tránh hết ra thần y tới hà gia phát bệnh người lúc này đang nằm tại dưới đất tiến vào sắp chết trong trạng thái nguyên bản bốn phía chung quanh lấy người nghe được thần y đến theo bản năng nhường ra một con đường thật sự chính là mắc bệnh không phải trang từ ra lão tổ một câu nói kia để hà ra tất cả mọi người là biến sắc mặt cái này gọi cái gì lời nói ai không có việc gì giả bệnh chơi khụ khụ cái kia thần y đúng không ngươi nhanh trị liệu à chúng ta nhìn một chút ngươi là có hay không thật có loại này bản sự từng gia lão tổ cũng biết mình nói sai lúng túng ho khan một tiếng vội vã di chuyển chủ đề trần trường an cũng không có phản ứng đối phương trực tiếp đem tay trái đặt ở người nhà họ hà trên mình thể nội cường đại sinh mệnh pháp tắc chi lực trực tiếp hóa giải thân thể đối phương bên trong tử vong pháp tắc chi lực được rồi trần trường an thu tay lại đứng lên thản nhiên nói đi cái này mẹ nó là được rồi ngươi cũng làm gì liền là nắm tay hướng trên mình thả xuống liền chữa khỏi có mẹ nó như vậy chữa bệnh ư? Lừa đảo. Đây chính là một cái lừa đảo. Tỉnh lại. Ha ha ha, thật tỉnh lại. Ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác? Ta cảm giác thân thể dường như không có việc gì, ta mới vừa rồi là mắc bệnh ư? Không có việc gì, rõ ràng thật không có việc gì. Ô, ô ô ô ô, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Trần Trường An chiều này lại một lần nữa để hà ra không ít người kích động khóc lên. Cái này quái bệnh liền là trong lòng bọn hắn một cây gai không nghĩ tới hôm nay cuối cùng có đem cây gai này rút ra tới cơ hội lúc này ba nhà khác lão tổ đều là trợn mắt hốc mồm trọn vẹn không nghĩ tới lại là kết quả như vậy thật sẽ trị thần y thần y à thần y không bằng trước đi chúng ta từ ra làm khách trước giúp chúng ta trị liệu trị liệu xéo đi dựa vào cái gì đi các ngươi từ ra thần y ta lão phùng đời này không có phục qua ai nhưng mà đối ngươi thật là tâm phục khẩu phục cái nào cái nào đều phục Ngươi nếu là không ngại, hai ta bái vài từ à, đi nhà ta, ta ăn ngon uống sướng tốt chiều đãi. Nhà ta nữ quyến có thể nhiều nữa đây, thần y bây giờ hôn phối hay không? Lão Phùng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Liền nhà ngươi cái kia từng cái vớ va vớ vẩn cũng không cảm thấy ngại lấy ra tới. Thần y, ta trịnh ra càng tốt, muốn cái gì có cái đó, trước đi ta vậy đi. Làm chân trường an năng lực được chứng thực phía sau, ba vị này, lúc trước có nhiều phách lối, hiện tại liền có nhiều thấp kém như không phải điều kiện không cho phép bọn hắn đều nhanh muốn lấy thân báo đáp các ngươi từng cái hiện tại biết thần y lợi hại nói cho các ngươi biết thần y là hà gia chúng ta mời đi theo coi như muốn chữa bệnh cũng sẽ trước cho hà gia chúng ta trị các ngươi không phải không tin thần y năng lực ư về nhà à hôm nay ta liền không lưu các ngươi ăn cơm ta hà gia tới khách quý chúng ta đến thật tốt chiều đãi chiều đãi hà gia lão tổ lạnh giọng nói lão hà nhiều năm như vậy giao tình Ngươi đây là dự định thấy chết mà không cứu sao? Quan hệ giữa chúng ta, ngươi rõ ràng làm như thế, ngươi có ý tốt ư? Lão Hà đầu, ngươi mẹ nó có phải hay không quên năm đó sự tình, quên ta là thế nào đối ngươi. Nhìn thấy mấy người tranh cãi không ngớt, Trần Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Mấy vị, ta liền hỏi một vấn đề. Ta có thể lưu tại nơi này, đồng thời tự do hoạt động không bị làm phiền ư? Có thể có thể có thể, tuyệt đối có thể." Các ngươi biết sao? Thần Y nói: phải giúp chúng ta tìm tới quái bệnh căn nguyên muốn chấm dứt hậu hoạn ồ thật sao thần y đã như vậy vậy sau này cái này kỳ phong cốc ngài tùy ý chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì đúng 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 chúng ta phùng gia cũng ủng hộ thần y chúng ta trịnh gia cũng là như thế trần trường an gật đầu cười không có người gây trở ngại chính mình vậy liền có thể thật tốt tìm một chút pháp tắc kia mảnh vụn hạ lạc như vậy đi mấy ngày nay ta trước lưu tại hà gia giúp Hà ra người đem quái bệnh chữa khỏi. Đến lúc đó, lại đi ba các ngươi nhà. Yên tâm, thầy thuốc lòng cha mẹ, nào có phụ mẫu, sẽ đối nữ nhi thấy chết không cứu đây này. Các ngươi đối ta mà nói, kia chính là ta thân sinh cốt nhục à. Quá cảm động, đây thật là cái người tốt, nhưng chính là lời này. Thế nào cảm giác nơi nào không thích hợp đây? Ba nhà khác lão tổ rời đi về sau, hà ra lão tổ cảm giác mười phần sảng khoái, vội vã phân phó người khác đi chuẩn bị rượu tiệc, phải thật tốt chiều đãi một chút trần trường an đúng rồi thần y hà ra chúng ta nữ quyến cũng không ít nếu không ngươi suy nghĩ một chút nhà chúng ta có lẽ còn không có hôn phối à cưới một cái không một cái không đủ hai cái cũng không phải không thể ngươi nói tính toán hà ra lão tổ cười lấy hỏi trần trường an có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút theo sau hỏi các ngươi cái này có thanh lâu ư hà thanh lâu cái này kỳ phong cốc làm sao lại có loại này dơ bẩn địa phương, cái này thần y còn giống như cái này yêu thích. Cái này, nếu không ta hiện tại liền làm một cái." Hà gia lão tổ lúng túng nói. "Không cần, ý của ta là, có một số việc cũng đừng cưỡng cầu." "Đúng không, đại hoàng?" "Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 383, chưa từng thấy." "Ngươi cũng chưa từng thấy qua." "Các ngươi đều chưa từng gặp qua." Liên tục 3 ngày thời gian Trần Trường An vẫn luôn tại Hà Gia ngồi xem bệnh. Hà Gia dù sao cũng là tồn tại nhiều năm như vậy, một cái nắm giữ tiên vương cấp bậc cường giả đại gia tộc, người cũng không phải rất ít, trọn vẹn có mấy ngàn người đông đúc. Cái này mấy ngàn người bên trong, trong đó thể nội bị tử vong pháp tắc chi lực xâm lấn, liền cao tới hơn 2.000 người. Lấy Trần Trường An quan sát cùng phân tích, cái này hơn 2.000 người bên trong, chỉ sợ sẽ có chín thành người, là ngăn cản không nổi tử vong pháp tắc chi lực bạo phát. Bất quá cũng may bây giờ có Trần Trường An xuất thủ, đem những người này thể nội tử vong pháp tắc chi lực đều tiêu trừ. Trần Trường An đồng dạng cũng hỏi thăm Hà gia mỗi người, phải chăng gặp qua mảnh vỡ pháp tắc? Nhưng mà lấy được trả lời là, người nhà họ Hà cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Đại ca, xem ra, thứ này có lẽ không tại Hà gia. Bất quá ta thật tò mò, mảnh vỡ pháp tắc sẽ tiết ra ngoài pháp tắc chi lực ư? Thế nào cái này kỳ phong cốc người, nhiều người như vậy nhận lấy ảnh hưởng? nếu là có thể tiết ra ngoài, ngươi không phát hiện được tử vong pháp tắc chi lực tồn tại ư. Ừ. Đại hoàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Nhưng mà những người này thể nội xâm lấn tử vong pháp tắc chi lực cực kỳ mỏng manh, bằng không mà nói cũng sẽ không trước trong thân thể ẩn núp một đoạn thời gian mới bạo phát. Về phần tại sao có thể như vậy, ta tạm thời còn không nghĩ tới nguyên nhân, có lẽ đợi khi tìm được mảnh vỡ pháp tắc phía sau sẽ làm rõ ràng à. Chúng ta đi tới kỳ phong cốc cũng có mấy ngày thời gian, nhưng ta một chút cũng không cảm ứng được tử vong pháp tắc tồn tại dấu hiệu. Tính toán, trước đi ba nhà khác nhìn một chút, nói không chắc, đồ vật tại trên tay bọn họ. Trần Trường An cũng không tiếp tục giàu gì vấn đề này, đầu tiên là đi từ gia, sau đó là trịnh gia cùng phùng gia. Ba nhà đều đi một lượt, lại tiêu hết Trần Trường An thời gian 10 ngày, có thể kết quả cuối cùng cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Không có, ba nhà khác cũng không có mảnh vỡ pháp tắc. Bất đắc dĩ, trần trường an chỉ có thể đem cái này bốn nhà mấy vị lão tổ tất cả đều kêu tới nhìn xem trước mặt mình cái kia cười dường như bốn đoá nở rộ hoa cúc đồng dạng mặt trần trường an cảm giác có chút làm người ta sợ hãi về phần cười như vậy dùng sức ư thần ia à, thiên ngôn vạn ngữ vẫn là câu nói kia cảm tạ thật là rất cảm tạ bởi vì ngươi chúng ta không còn có nỗi lo về sau đúng 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 ngươi chính là chúng ta bốn nhà ân nhân cứu mạng ân công à loại này ân tình lớn hơn trời chúng ta tuyệt đối sẽ không quên bốn cái người một sướng một họa bắt đầu vỗ mông ngựa của trần trường an coi như trần trường an lại hư vinh tại ưa thích nghe có thể mỗi ngày nghe lấy cái kia lặp lại tán dương ai cũng sẽ dính nhau được rồi đi đừng nói cái này vô dụng nỗi lo về sau nhưng không có giải quyết đi đây cái này quái bệnh ngọn nguồn ta còn không có tìm được lần này gọi các ngươi tới chủ yếu liền là muốn hỏi một chút các ngươi cùng các ngươi hỏi thăm một chút tình huống nghe được trần trường an lời nói bốn người biểu tình cũng thay đổi đến nghiêm túc, mà không có hoa cúc mỉm cười, Trần Trường An cũng cảm giác thoải mái hơn. Mấy người bọn hắn đều rõ ràng, Trần Trường An chỉ là tạm thời giải quyết mọi người trong thân thể quái bệnh. Nhưng nếu như căn nguyên tìm không thấy lời nói, sau đó trong kỳ phong cốc, vẫn là sẽ bị thứ quái bệnh này khốn nhiễu. Qua nhiều năm như vậy, bốn nhà đã không biết rõ có bao nhiêu người bởi vì cái này quái bệnh chết mất. Thần y, ngài có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, chúng ta tất nhiên sẽ biết gì nói nấy. Hà gia lão tổ nói. Tốt, vậy liền nói một chút các ngươi nơi này à. Cái này quái bệnh xuất hiện phía trước, có hay không có phát sinh cái gì tương đối chuyện kỳ quái. Cái này quái bệnh không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh. Còn có, các ngươi nơi này, có cái gì địa phương là tương đối nguy hiểm, hoặc là không quá thường xuyên có người đi. Trần Trường An nói xong phía sau, bốn người này đều tỉ mỉ nhớ lại lên, nhưng nói thật, chuyện này bọn hắn cũng trần trừ không cho phép cuối cùng cái này quái bệnh không phải mà đến liền sẽ phát hiện, liền sẽ lập tức phát bệnh, sẽ có một cái thời kỳ ủ bệnh. Bọn hắn chỉ có thể theo cái thứ nhất phát bệnh trên thân thể đẩy về phía trước rời, có thể quả thật, tại ký ức của bọn hắn bên trong, không có phát sinh qua chuyện kỳ quái gì. Không có chuyện kỳ quái gì. Đúng, hơn nữa cái này kỳ phong cốc, cũng không có địa phương nguy hiểm à. Muốn nói không thường thường đi địa phương, cái kia ngược lại là có, liền là kỳ phong cốc hậu sơn, chỗ kia không có cái gì, cũng không có đi tất yếu. Bất quá chúng ta nơi này nguồn nước, ngược lại từ sau núi chảy xuống. Nguồn nước." Phùng Gia lão tổ một câu, để trong lòng Trần Trường An hơi động. Hắn một mực không nghĩ minh bạch, thứ này đến cùng là thế nào tiến vào mọi người thể nội, nhưng nguồn nước, e rằng có nhất định khả năng. Tuy nói pháp tắc chi lực cũng không phải là độc dược các loại đồ vật, nhưng nếu là mảnh vỡ pháp tắc lâu dài bố trí tại nguồn nước bên trong, lâu dần, cái này nguồn nước sợ rằng sẽ ẩn chứa mỏng manh pháp tắc chi lực, chỉ bất quá rất ít, không dễ bị phát giác. Nhìn thấy Trần Trường An phản ứng, bốn vị lão tổ cũng là biến sắc mặt, sẽ không thật là nguồn nước xảy ra vấn đề à? Mà nó, không phải là có người cho chúng ta hạ dược à? Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Không đúng, nếu như là phát hiện, không có khả năng chỉ là hạ dược à. Huống hồ, thuốc gì mới sẽ đến dạng này quái bệnh? Chưa nghe nói qua à. Nếu như là nguồn nước xuất hiện vấn đề, bốn vị lão tổ phản ứng đầu tiên liền là có người hạ dược, nhưng lại cảm thấy không quá hợp lý. Đừng đoán bậy, hiện tại còn không cách nào xác định thật là nguồn nước có vấn đề. Ta tự mình đi một chuyến liền sẽ rõ ràng. Trần Trường An thản nhiên nói. Có muốn hay không chúng ta cùng đi với ngươi? Đúng, chúng ta thần hộ mệnh chữa an toàn. Bảo vệ an toàn của ta. Trần Trường An nhìn mấy người kia một chút, cảm giác mang theo bọn hắn mới là thật không an toàn. Xin miễn mấy người hảo ý phía sau, Trần Trường An cưỡi đại hoàng, đại hoàng cưỡi nhất đà, xuất phát đi đến kỳ phong cốc hậu sơn nguồn nước. Đại ca, Ngươi nói, pháp tắc này mảnh vụn thật sẽ ở nguồn nước bên trong ư? Thứ này còn có thể ảnh hưởng đến nguồn nước? Đại hoàng tò mò hỏi. Không có gì không thể. Pháp tắc chi lực là một loại năng lượng, nước đồng dạng cũng là một loại năng lượng. Thời gian dài tiếp xúc phía sau, yếu một phương bị mạnh một phương ảnh hưởng là chuyện rất bình thường. Hy vọng thật sẽ như ta suy nghĩ à. Rất nhanh, Trần Trường An liền đã đi tới nguồn nước địa, nhìn xem trước mặt cái này không lớn không nhỏ đầm nước Trần Trường An nhíu mày. Đại Hoàng, ngươi đi, nhìn một chút phía dưới có hay không có mảnh vỡ pháp tắc. A, à, ta đi. Đại ca, vì sao không phải nhất đà đi? Nó là rùa, nó sở trường cái này. Ân, có đạo lý, cái kia nhất đà ngươi đi. Ta, ta cũng không phải thật rùa à. Nói nhảm, lão tử còn mẹ nó không phải thật sự cho đây, để ngươi đi thì đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, ta đi, ta đi còn không được ư. Thân là một cái rùa, a à, còn là lần đầu tiên xuống nước thế nào còn có chút hơi khẩn trương đây căng thẳng cái rắm đi ngươi trần trường an cũng không nói nhảm trực tiếp một cước đem nhất đà đá vào trong đầm nước bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 384. Cái này rùa. Tiểu tử này làm gì đây? Liền lớn như vậy đầm nước, lâu như vậy còn chưa lên tới. Đại hoàng vốn là muốn mắng vương bát đản, có thể tưởng tượng hiện tại cái này nhất đà chẳng phải là cái rùa ư, cho nên trực tiếp sửa lại miệng đầm nước này nhìn xem không lớn nhưng mà rất sâu lại chờ một lát đi trần trường an cũng sớm đã quan sát qua đầm nước này không lớn lại cực sâu nhất đà đi vào đã có hai nén nhang thời gian hình như còn không có tìm được dưới đáy đại ca đây cũng quá sâu à còn chưa lên tới nếu không ngươi xuống dưới nhìn một chút tiểu tử này không phải là chết đuối à đại hoàng có chút bận tâm mà hỏi ngươi mẹ nó thế nào không đi xuống ngươi cảm thấy nó có bị chết chìm khả năng ư nó mẹ nó là năng lượng thể, cũng không phải sinh mạng thể. Ngươi nếu là không chịu ngồi yên, ngươi liền xuống đi cùng nó. Nghe được Trần Trường An lời nói, đại hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, đi đến một bên đàng hoàng ngồi xuống tới. Nói đùa cái gì, phía dưới kia muốn thật là có tử vong mảnh vỡ pháp tắc, mình xuống dưới gặp nguy hiểm thì làm sao? Tử đạo hữu không chết bần đạo cái đạo lý này, đại hoàng là am hiểu sâu đạo. Ngay tại Trần Trường An cùng đại hoàng chờ đợi nhất đà thời điểm, trong kỳ phong cốc, cũng tới một nhóm khách không mời. Tứ đại gia tộc lão tổ cảm ứng được đối phương khí tức phía sau, không khỏi đến cũng là chấn động trong lòng. Mấy người lại một lần nữa tụ tập chung một chỗ. Thế nào sẽ bạo lộ? Bọn hắn là làm sao tìm được nơi này? Chẳng lẽ là không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là thần y. Cái kia đến tột cùng là như thế nào bị phát hiện? Không rõ ràng, nhưng hôm nay như là đã bị phát hiện, e rằng trốn là tránh không khỏi. Ai? Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, bọn hắn cũng thật là theo đuổi không bỏ à? Bốn người không có tiếp tục nói nhảm, mà là thân ảnh lóe lên, hướng về người tới bay đi. Kỳ Phong cốc miệng cốc, một cái người trẻ tuổi, cú núm nhìn xem một cái khác người trẻ tuổi, trên mặt mang nịnh nọt nụ cười. Đại nhân, chính là chỗ này. Bọn hắn vẫn luôn ở tại nơi này. Nghe lời ấy, đầu lĩnh kia người trẻ tuổi gật đầu một cái, theo sau nói, bán rẻ tộc nhân của mình, không hối hận ư? Đại nhân, ta cũng sớm đã không phải tộc nhân của bọn hắn, là chính bọn hắn nói đi liền không còn là người nhà của bọn hắn. Nguyên cớ, ta không có cái gì hối hận, huống hồ, có khả năng làm đại nhân làm việc, đây là vinh hạnh của ta. Ta vui vẻ còn đến không kịp, thế nào sẽ hối hận đây? Dẫn đầu người trẻ tuổi, nhìn đối phương cười cười, theo sau trực tiếp xuất thủ đem nó diệt đi. Bán đứng tộc nhân, tham sống sợ chết, lưu ngươi tác dụng gì? Giết cái này bán đứng tộc nhân mặt hàng phía sau, người tuổi trẻ kia cũng không có trực tiếp mang theo người tiến vào kỳ phong cốc, mà là lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, khi thấy kỳ phong cốc bốn vị này lão tổ xuất hiện một khắc này, người tuổi trẻ trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Vãn bối Tần Vũ Hiên gặp qua bốn vị lão tiền bối. Tần Vũ Hiên cung kính thi lễ một cái. Tần Vũ Hiên, nghe được cái tên này, bốn người tuy là cảm giác lạ lẫm, nhưng cái họ này, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Bọn hắn, rõ ràng đem ngươi một tên tiểu bối phái tới. Là xem thường chúng ta bốn người ư. Vẫn là cảm thấy, Chúng ta bây giờ đã liền ngươi tiểu bối này đều không đối phó được." Hà gia lão tổ cười lấy hỏi. Tần Vũ Hiên cũng không có bởi vì Hà gia lão tổ lời nói mà tức giận, bất quá sau lưng Tần Vũ Hiên một người mặc hắc bào người, lại tiến lên một bước. "Mấy vị, đã lâu không gặp, không biết bạn cũ ư?" Nghe được cái thanh âm này, Hà gia lão tổ bốn người đều là biến sắc mặt, Tần Hoàng, hắn rõ ràng cũng tới. Người thân là Tần gia trưởng bối, rõ ràng để một tên tiểu bối dẫn đầu. Tiểu tử này, là thân phận gì? Trịnh gia lão tổ câu mày hỏi. Ha 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 ha. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra, một đời người mới thay người cũ. Chúng ta đều già, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Tần Vũ Hiên, thiên kiêu tổng bảng, người thứ ba mươi. Thế nào? Ta tần gia hậu nhân, không kém à? Tần Hoàng tự hào nói. Thiên kiêu tổng bảng người thứ ba mươi. Nguyên lai tiểu tử này tuổi tác còn không đủ ba vạn tuổi. Nhìn tới, tần gia xuất hiện một vị thiên phú xuất chúng thiên tài, khó trách địa vị sẽ như vậy cao không đủ ba vạn tuổi lại nắm giữ nửa bước tiên vương tu vi chính xác không đơn giản các ngươi không phải là tới nơi này khoe khoang à người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám có lời nói nói thẳng các ngươi đến cùng muốn làm gì phùng gia lão tổ lạnh giọng hỏi tốt vậy ta liền có lời nói nói thẳng nể tình đi qua giao tình bên trên chỉ cần các ngươi đem đồ vật giao ra chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí vị trí của các ngươi trả lại cho các ngươi giữ lại. Như thế nào? Tần Hoàng cười lấy hỏi. Nghe được Tần Hoàng lời nói, kỳ phong cốc bốn vị này lão tổ cũng là cười lạnh một tiếng. Nói dễ nghe, năm đó xảy ra chuyện gì, các ngươi quên, nhưng chúng ta không quên. Chúng ta bốn nhà sẽ trầm luân đến tận đây, đều là bái các ngươi ban tặng. Năm đó cái kia, vốn là chúng ta bốn nhà thu được, nhưng các ngươi làm cướp đoạt bảo vật, rõ ràng đối chúng ta bốn nhà hạ thủ. Các ngươi sẽ còn bận tâm đã từng giao tình. Chúng ta, có do tình ư. Tần Hoàng đang muốn nói cái gì, lại bị Tần Vũ Hiên ngăn lại, theo sau cười lấy nói. Các vị tiền bối, chuyện năm đó đến tột cùng như thế nào, ta cũng không biết. Nhưng lúc này đây, ta tần ra là có 10 phần thành ý, hy vọng mấy vị có thể một lần nữa trở lại chúng ta thánh nguyên tiên triều. Khác họ vương vị trí, chúng ta tần ra có thể một mực cho mấy vị giữ lại đây. Mấy vị đều là người thông minh, nên biết lựa chọn như thế nào. Nếu là phản đối, cũng đừng trách ta tần ra không nể mặt mũi. Kỳ Phong Cốc cái này bốn nhà đã từng đều là thánh nguyên tiên triều khác họ Vương, địa vị cực cao, cùng Hoàng thất Tần gia quan hệ vẫn luôn không tệ. Cuối cùng cái này bốn nhà tiên tổ, cùng Tần gia tiên tổ là đồng môn sư huynh đệ, kèm theo Tần gia tiên tổ, cùng đánh xuống to như vậy thánh nguyên tiên triều, không thể bỏ qua công lao. Nguyên bản cái này bốn nhà tại thánh nguyên tiên triều liền là cây lớn đón gió, là không ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lâu dần, Tần gia đối bọn hắn cũng bắt đầu kiêng kỵ lên. Mà dù sao là vào sinh ra tử huynh đệ, tần gia vẫn là không có làm quá phận, chẳng qua là thỉnh thoảng gõ một cái cái này bốn nhà. Theo lấy bốn nhà tiên tổ ngẫu nhiên ở giữa thu được một kiện trí bảo, đưa tới hoàng thất hà muốn. Trận chiến kia, bốn nhà tiên tổ dùng sinh mệnh, làm hậu nhân của bọn họ đổi lấy cơ hội đào tẩu, từ nay về sau ẩn cư tại trong cái kỳ phong cốc này. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, tần gia người rõ ràng còn không hề từ bỏ. Năm đó nợ máu, chúng ta còn rõ mồn một trước mắt, chúng ta không có năng lực làm đầu tổ báo thù, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Coi như đem chúng ta toàn bộ giết, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được món bảo vật kia. Kỳ phong cốc bốn vị lão tổ thái độ mười phần kiên quyết, tuyệt đối sẽ không hướng tần ra thỏa hiệp, chẳng qua chết một lần mà thôi. Tốt tốt tốt. Đã các ngươi như vậy không sợ chết, vậy liền chờ lấy tận mắt, nhìn xem các ngươi bốn nhà tộc nhân, từng cái bị chúng ta chém tận giết tuyệt à. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 385 đại ca ngươi nhìn trên mặt nước có phải hay không trồi lên một cái rùa đầu đại hoàng vừa mới cũng cảm giác nơi nào không thích hợp dường như có một loại bị rình coi cảm giác vừa quay đầu lại vừa hay nhìn thấy đầm nước trên mặt nước dường như trồi lên một cái rùa đầu ngay tại cái kia lén lén lút lút qua lại nhìn nhất đà ngươi cũng đi ra ngươi tại cái kia làm gì đây còn không mau tới tới trần trường an bất đắc dĩ nhìn nhất đà một chút tiểu tử này đang làm cái gì đều đã đi ra con vùi ở trong nước làm cái gì? Đại ca, ngươi tới. Nhất đà lén lén lút lút nói. Làm gì? Trần Trường An câu mày hỏi. Ta, ta tìm được, nhưng ta cầm không được. Cầm không được, chẳng lẽ lại có kết giới? Phía dưới có kết giới. Trần Trường An hỏi. Không có. Không có ngươi thế nào cầm không được. Ngươi xuống tới liền biết. Cái này, tốt à. Trần Trường An nhíu mày, cảm giác nhất đà hẳn là gặp phải chuyện phiền phức bằng không mà nói không có khả năng như vậy lén lén lút lút đại hoàng ngươi xuống dưới nhìn một chút a à, a à. đại hoàng còn không phản ứng lại liên trực tiếp bị trần trường an một cước đá ra gặp trần trường an không có xuống tới nhất đà cũng có chút bất ngờ nhưng bất kể như thế nào đại hoàng vẫn là xuống tới hắc 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 nhìn thấy đại hoàng xuống tới nhất đà cũng là hắc 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 cười lên mẹ đại ca tên khốn kiếp này lừa ngươi đồ vật ngay tại trên tay của nó đây đại hoàng bị đá vào trong đầm nước vừa hay nhìn thấy nhất đà trên móng vuốt nắm lấy mảnh vỡ pháp tắc vậy mới phản ứng lại tên khốn kiếp này rõ ràng còn mẹ nó học được chơi sáo lộ ta đoán được cho nên mới để ngươi xuống dưới nhất đà khác thường làm sao lại không có bất cứ vấn đề gì trần trường an sáng sớm liền phát giác được không thích hợp cho nên mới đem đại hoàng đá vào trong đầm nước bị phát hiện bất quá cảm giác thật thú vị đại ca ta đi lên Tuy nói Trần Trường An không có bị chính mình lừa đến, có thể đại hoàng xuống nước, cũng coi là thành công một nửa, cái này khiến Nhất Đà mười phần có cảm giác thành công. Ba Nhất Đà đi lên phía sau, Trần Trường An trực tiếp đối Nhất Đà rùa đen đầu liền là một bàn tay. Cái tốt không học, rõ ràng còn dám xáo lộ ta. Ta là ngươi dễ dàng như vậy liền có thể xáo lộ đến ư. Luận xáo lộ, ta là ngươi tổ tông. Trần Trường An khiển trách Nhất Đà một trầu về sau, đem mảnh vỡ pháp tắc trực tiếp cầm tới. Tuy nói bị Trần Trường An đánh một bàn tay, bất quá nhất đà nhưng cũng không sinh khí, ngược lại là cười ha hả nhìn hướng theo trong nước bò ra tới Đại Hoàng. Thất thế, thất thế, hắc hắc. Mẹ nhà mày. Đại Hoàng tức giận chừng nhất đà một chút, càng xem càng cảm thấy nhất đà không vừa mắt, cảm giác nó mười phần hèn mọn, do chính mình còn muốn hèn mọn. Cái này khiến nó có một chút cảm giác nguy cơ. Chính mình hèn mọn chi vương địa vị, chỉ sợ là nếu không bảo đảm. Lần này, quá trình còn thật tương đối dễ dàng. Cái thứ ba, Trần Trường An cũng không có phản ứng hai bọn chúng hồ nháo, tử vong mảnh vỡ pháp tắc tới tay. Đây là một kiện rất không tệ sự tình, hơn nữa lần này quá trình so ra mà nói, kỳ thực tương đối buông lỏng. Ngay tại Trần Trường An vừa mới đem mảnh vỡ pháp tắc dung hợp phía sau, đột nhiên nhớ mày. Đừng làm rộn. Kỳ phong cốc xảy ra chuyện. Đi, đi qua nhìn một chút. Xảy ra chuyện. Nghe được Trần Trường An lời nói, Đại Hoàng cùng Nhất Đà cũng là sững sờ, thế nào thật tốt còn xảy ra chuyện đây. Lúc này, Kỳ Phong cốc miệng cốc, bốn vị lão tổ nghe được Tần Vũ Hiên lời nói, lập tức sầm mặt lại. Muốn dùng tộc nhân uy hiếp bọn hắn đi vào khuôn khổ ư? A, à, các ngươi đừng có nằm mộng. Mỗi một người bọn hắn đều biết chính mình là ai, vì sao lại có đầu rút cổ tại nơi rách nát này không dám đi ra ngoài. Bọn hắn đã sớm làm xong hết thảy dự định, chúng ta bốn nhà bên trong, liền không có người sợ chết. Không có sợ chết người sao? Tần Vũ Hiên khinh thường cười, theo sau chỉ chỉ cách đó không xa thi thể, hỏi Chẳng lẽ, cái này không phải các ngươi bốn nhà người sao? Thế nhưng hắn mang theo chúng ta tới, bằng không, chúng ta vẫn thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ chạy xa như vậy, chạy đến lưu vân vực như vậy vắng vẻ chỗ trốn lên. Nhìn thấy cách đó không xa thi thể, từ gia lão tổ biến sắc mặt. Từ gia tộc người tuy nhiều, có thể từ gia lão tổ dù sao cũng là tiên vương cường giả, chi nhớ siêu quần, mỗi người đều biết, huống chi là cái này theo kỳ phong cốc đi ra ngoài bại hoại. a à, nhà ai còn không có mấy người bất hiếu tử tôn hắn sợ chết, ham muốn vinh hoa phú quý, không đại biểu những người khác là như vậy. Từ gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Phải không? Vậy liền nhìn một chút, bọn họ có phải hay không thật không sợ chết? Hoàng thúc, còn mời làm phiền ngươi, giúp ta trước cầm xuống mấy người kia, bên trong người khác, giao cho ta tới đối phó. Ha 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 ha, ngươi hoàng thúc ta tuy là đã rất nhiều năm không cùng người giao thủ, nhưng đối phó với bọn hắn cái này bốn cái, vẫn là không có vấn đề. Tần Hoàng thực lực là tiên vương cảnh tầng 8, vượt xa kỳ phong cốc bốn vị lão tổ thực lực, cuối cùng bốn người bọn họ tu vi, chỉ có tiên vương cảnh tầng 5, coi như tính gộp lại, chỉ sợ cũng không phải Tần Hoàng đối thủ. Tần Hoàng, ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng ta, nhiều năm như vậy, chúng ta bất quá là bởi vì trốn ở chỗ này, cho nên mới dẫn đến tu vi tiến triển chậm chạp. Đừng quên năm đó, ngươi thế nhưng thủ hạ của chúng ta bại tướng. Lời này vừa nói ra, Tần Hoàng cũng là biến sắc mặt, năm đó đều là người trong cùng thế hệ nhưng tần hoàng thực lực thủy chung không bằng bốn người này có thể nói trong lòng một mực kìm nén một hơi đây cũng là vì sao lần này hắn sẽ chọn chủ động đi theo tới nguyên nhân liền là muốn để mấy người này nhìn một chút vật đổi sao rời mình bây giờ đã xa xa vượt qua bọn hắn bây giờ các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể hồi tưởng năm đó nhưng các ngươi muốn rõ ràng hiện tại ta cũng không phải năm đó ta ta cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần là đem đồ vật giao ra vẫn là muốn trơ mắt nhìn xem tộc nhân của các ngươi từng cái chết tại trước mắt các người, tần hoàng lạnh giọng hỏi, a à, vậy liền nhìn một chút, ngươi là có hay không có loại này bản sự, kỳ phong cốc bốn vị trưởng lão trực tiếp làm dáng chuẩn bị đánh, cùng lúc đó đem cốc khẩu vị trí vững vàng giữ vững, không muốn thả bất luận cái gì một người vào cốc, thật là buồn cười, thật cho là các ngươi dạng này liền có thể ngăn được người khác ư? các ngươi đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả, tần hoàng cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn bốn người một chút theo sau trực tiếp xuất thủ. Tần Hoàng một trưởng đánh ra, uy lực khủng bố, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về kỳ phong cốc bốn vị lão tổ vò tới. Cảm nhận được Tần Hoàng thực lực cường đại, bốn vị lão tổ đều là trong lòng trầm xuống. Thế nào sẽ biến đến như vậy mạnh? Liều mạng à? Bốn người bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn liều mạng, nhưng lại tại bốn người muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một bóng người, để tại nơi trốn có người đều ngây ngẩn cả người. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 386. Con thật nhiệt tình. Các ngươi cái này hoan nghênh phương thức, thẳng độc đáo à? Trần Trường An vung tay lên, đem bốn phía bụi đất toàn bộ xua tán, mà lúc này, bốn phía mọi người thấy Trần Trường An biểu tình phảng phất như là thấy quỷ. Không có việc gì, hắn rõ ràng chuyện gì đều hay không? Nhất cảm thấy không thể tưởng tượng được liền là Tần Hoàng, hắn đối với thực lực của mình có 10 phần tự tin vừa mới một kích kia, coi như là kỳ phong cốc cái này bốn cái lão tổ chỉ sợ cũng cần toàn lực ứng phó chống đỡ. Coi như như vậy, chỉ sợ mấy người kia cũng sẽ không dễ chịu. Có thể người trẻ tuổi trước mặt này, bất quá là kim tiên cảnh tầng một tu vi, thế nào sẽ lông tóc không thường. Kỳ phong cốc bốn vị lão tổ cũng là không nghĩ tới, Trần Trường An không chỉ là y thuật cao minh, dĩ nhiên thực lực cũng là như thế nghịch thiên. Ngươi là người nào? Tần Hoàng Cao Mày hỏi. Những này là bệnh nhân của ta, thầy thuốc lòng cha mẹ bọn hắn đều là hài tử của ta. Ta sao có thể nhìn xem con của mình bị thương tổn đây? Mấy người các ngươi nói đúng hay không? Trần Trường An quay đầu nhìn một chút kỳ phong cốc bốn vị lão tổ, mấy người kia cũng là nhất thời ở giữa không phản ứng lại, dĩ nhiên mười phần nghiêm túc gật đầu một cái. Có thể nghĩ lại, cái này không đúng lắm à, cái kia Trần Trường An không được bọn hắn lão tử ư. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nói cho ngươi, đây là chuyện giữa chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu là còn muốn nhúng tay, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Chúng ta Thánh Nguyên Tiên Triều cũng không phải tốt trêu chọc. Thánh Nguyên Tiên Triều, không có ngay qua, Lưu Vân vực có một cái thế lực như vậy ư? Thánh Nguyên Tiên Triều không tại Lưu Vân vực, thực lực không thể khinh thường, năm đó liền đã nắm giữ năm vị tiên hoàng cấp bậc cường giả. Hà gia lão tổ gặp Trần Trường An hình như không có nghe qua cái tên này, thế là tại một bên giải thích một câu. Không tại Lưu Vân vực, chẳng trách mình không biết rõ. Thần y chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi hay là đi thôi. Không sai, Thánh Nguyên Tiên Triều thực lực rất mạnh, không cần thiết làm chúng ta đắc tội đối phương. Ngươi đối với chúng ta đại ân đại đức, e rằng đời này chúng ta là không có cơ hội báo đáp. Tuy nói vừa mới một màn kia quả thực có chút để người không thể tin được, nhưng Kỳ Phong Cốc bốn vị lão tổ đều không nhận làm. Trần Trường An nắm giữ cùng Thánh Nguyên Tiên Triều chống lại thực lực. Phải biết Thánh Nguyên Tiên Triều không vảnh vẹn có Tiên Hoàng cường giả, Tiên Vương cường giả đồng dạng không ít có thể nói là cường giả vô số. Trần Trường An cuối cùng chỉ có kim tiên cảnh tu vi, coi như tại nghịch thiên, cũng không thể nào là thánh nguyên tiên chiều đối thủ. Nghe được mấy người lời nói, Trần Trường An cũng không có trực tiếp rời đi, mà là cười nhạt nói. Đúng rồi, các ngươi nơi này quái bệnh ngọn nguồn ta đã tìm được. Từ nay về sau, hẳn là sẽ không lại có quái bệnh xuất hiện. Cái này nguyên bản một kiện có giá trị cao hứng sự tình, nhưng lúc này bốn người này vô luận như thế nào cũng là cười không nổi. Quái bệnh biến mất, có thể cừu ra đến cửa, kết quả chỉ sẽ càng thê thảm. Tiểu tử, ngươi là không có đem chúng ta Thánh Nguyên Tiên Triều để vào mắt sao? Đừng tưởng rằng vừa mới không biết rõ dùng thủ đoạn gì ngăn lại công kích của ta liền có thể coi thường hết thảy. Ngươi chống đỡ được lần thứ hai ư? Tần Hoàng sầm mặt lại, thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình lại bị một cái kim tiên cảnh tiểu bối coi thường. Dứt lời, Tần Hoàng lần nữa động thủ, cái này khiến kỳ phong cốc bốn vị lão tổ đều là biến sắc mặt vậy mà lúc này trần trường an cũng là bình tĩnh một nhóm bình tĩnh nhìn tần hoàng từ đầu đến cuối ánh mắt không có chút nào ba động oanh lại là một tiếng vang thật lớn uy lực khủng bố phảng phất muốn đem cái này toàn bộ kỳ phong cốc san thành bình địa không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng tần hoàng nhìn trước mắt một màn này quả thực không thể tin vào hai mắt của mình lại là lông tóc không thương lần này hắn thật sự rõ ràng nhìn thấy công kích của mình thật sự đánh trúng vào trần trường an nhưng mà kết quả này là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận tần vũ hiên lúc này cũng không còn thong dong bình tĩnh hắn thế nào cũng không có nghĩ đến lần này thế mà còn biết gặp phải khó giải quyết như thế người chơi vui ư thú vị ư ngươi đánh ta hai lần có phải hay không cũng nên đến phiên ta trần trường an nhìn xem tần hoàng cười nhạt hỏi tần hoàng phẫn nộ nhìn xem trần trường an lạnh giọng nói coi như ngươi có biện pháp ngăn cản được công kích của ta nhưng ta không tin ngươi còn có năng lực. Tần Hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, sau một khắc, Trần Trường An đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng là kim tiên cảnh tầng một tu vi, nhưng hắn trên mình thế nào sẽ bộc phát ra khủng bố như thế khí thế. Đối mặt Trần Trường An khí thế, Tần Hoàng cảm giác đối mặt cũng không phải cái gì kim tiên cảnh, mà là trọn vẹn không kém gì chính mình tiên vương cảnh cường giả. Đáng sợ nhất là, Trần Trường An là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình, Tần Hoàng căn bản cũng không có phát hiện, phảng phất như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Đây là dạng gì tốc độ mới sẽ đạt tới trình độ như vậy. Còn không chờ Tần Hoàng phản ứng lại, sau một khắc, thân thể đã hướng ra phía ngoài nhanh chóng bay ngược mà ra. Trong nháy mắt, Tần Hoàng liền đã bay ngược mà ra mấy ngàn km, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Còn không chờ Tần Hoàng giữ vững thân thể, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, Trần Trường An khí tức đã xuất hiện tại phía sau mình. Liền quay đầu cơ hội đều không có, Tần Hoàng lần nữa hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, ý thức vào giờ khác này cũng thay đổi đến mơ hồ. Hoàng thúc. Bất quá là trong nháy mắt, Tần Hoàng lại một lần nữa về tới kỳ phong cốc miệng cốc, mà lúc này Tần Hoàng nhưng không có lúc trước cái kia không ai bị nổi khí thế. Toàn thân máu tươi, cả người co quắp trên mặt đất, gần chết, cái này khiến Tần Vũ Hiên cũng là trong lòng giật mình. Tần Hoàng thế nhưng tiên vương tầng 8, rõ ràng dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại. Cái này, như vậy mạnh, Kỳ phong cốc bốn vị lão tổ lúc này khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, Trần Trường An thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chẳng lẽ nói, Trần Trường An là tiên vương đỉnh phong? Vẫn là nói, nửa bước tiên hoàng, lại hoặc là, vốn là tiên hoàng cường giả. Làm Trần Trường An xuất hiện lần nữa một khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều phát sinh chuyển biến. Nhất là thánh nguyên tiên triều người, tần hoàng lạc bại, mang ý nghĩa bọn hắn bây giờ sinh tử, đều khống chế tại người trẻ tuổi này trên tay thần y ngài ngài chẳng lẽ là tiên hoàng cường giả hà gia lão tổ mấy người khiếp sợ hỏi đó cũng không phải kim tiên cảnh tầng một hàng thật giá thật hàng thật giá thật kim tiên cảnh tầng một mở mẹ nó cái gì nói đùa nhà ai kim tiên cảnh treo lên đánh tiên vương trần trường a nhìn một chút nằm dưới đất tần hoàng cười nhạt nói ngươi đánh ta hai lần ta đánh ngươi hai lần công bằng công đạo hòa nhau công bằng công đạo cái này mẹ nó nơi nào công bằng Tân Vũ Hiên ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Trần Trường An, lạnh giọng nói: "Ta Hoàng thúc nếu là có chuyện gì, ta Thánh Nguyên Tiên triều tuyệt đối sẽ không để qua người, sẽ không để qua ta." Trần Trường An mỉm cười, nói: "Yên tâm đi, ta người này hạ thủ rất có phân tắc." "Hả? Ý tứ gì?" Trần Trường An lời nói, để Tân Vũ Hiên hơi buông lỏng một hơi, chẳng lẽ nói, hắn bởi vì sợ hãi Thánh Nguyên Tiên triều thực lực, vẫn là lưu thủ ư? "Tính toán ngươi." "Yên tâm, hắn tuyệt đối sống không được." Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 387. Đây chính là ngươi nói phân tắc." Trần Trường An lời nói, để Tân Vũ Hiên sắc mặt đại biến, hễ có đầu óc người đều minh bạch, Trần Trường An lựa chọn hạ sát thủ, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không để qua bọn hắn những người này rời đi. "Ngươi liền vì những người này, không tiếc đắc tội chúng ta Thánh Nguyên Tiên triều. Làm như thế, đối ngươi có chỗ tốt gì?" Tân Vũ Hiên lạnh giọng hỏi. "Có chỗ tốt gì? Vấn đề này đừng nói Tân Vũ Hiên hiếu kỳ." liên kỳ phong cốc bốn vị lão tổ cũng không có nghĩ đến trần trường an thật sẽ đối bọn hắn thân xuất viện thủ nguyên bản liền là nhìn một chút náo nhiệt nhưng hắn đánh ta vậy chuyện này ta không thể không ống à về phần các ngươi là ai có cái gì ân oán liên quan ta cái rắm liền bởi vì cái này ngươi mẹ nó cũng quá tùy hứng à liền bởi vì dạng này ngươi giết ta hoàng thúc không phải đây ha 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 tốt 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 ngươi dám nói cho ta tên của ngươi ư chúng ta thánh nguyên tiên triều tuyệt đối sẽ không tần vũ hiên lời nói vẫn chưa nói xong liền thấy trần trường an phảng phất nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem chính mình tần vũ hiên cũng là người thông minh rất nhanh liền phản ứng lại ngu ngốc mới sẽ đem tên của mình nói ra đồ đần mới sẽ để bọn hắn từ nơi này sống sót rời đi ngươi không thể tần vũ hiên lời nói vẫn chưa nói xong trần trường an đã xuất thủ vừa vặn mượn những người này đến thử xem chính mình tử vong pháp tắc bây giờ uy lực như thế nào. Tại kỳ phong cốc bốn vị lão tổ trong mắt, Trần Trường An chỉ bất quá đưa tay phải ra, có thể tiếp xuống phát sinh một màn, lại một lần nữa chấn kinh bọn hắn nhận thức. Tần Vũ Hiên những người này, trực tiếp tiến vào sắp chết trong trạng thái. Cái này khiến bọn họ nghĩ tới rồi một mực khốn nhiễu bọn hắn quái bệnh, quả thực cùng những người kia phát bệnh thời điểm giống như đúc. Chỉ bất quá, nghiêm trọng rất nhiều, không ít người tại ngã xuống đất một khắc này, liền đã mất đi sinh mạng thể trinh ngươi tần vũ hiên nhìn về phía trần trường an ánh mắt tràn ngập hoảng sợ hắn cảm thụ được trong thân thể của mình tràn ngập một cỗ tử vong năng lượng ngay tại phá hủy lấy thân thể của hắn tần vũ hiên muốn phản kháng làm thế nào cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này đừng uổng phí sức lực các ngươi không ngăn nổi trần trường an thản nhiên nói nhưng lại tại tần vũ hiên triệt để mất đi sinh mạng thể trinh một khắc này đột nhiên một cỗ năng lượng cường đại theo trong thân thể hắn bắn ra sau một khắc một cái bóng mờ theo trong cơ thể của hắn bay ra. Lại là hắn. Thần y, cẩn thận một chút, hắn là Thánh Nguyên Tiên Triều lão tổ tông, Tần Thánh Thiên. Tần Thánh Thiên, Tiên Hoàng cấp bậc cường giả ư? Đây cũng là Tần Thánh Thiên tại trên mình Tần Vũ Hiên lưu lại một đạo linh hồn hư ảnh, mục đích đúng là làm tại thời khắc nguy cấp có khả năng cứu Tần Vũ Hiên một mạng. Có thể thần y thực lực quá mạnh, đợi đến phát động linh hồn hư ảnh một khắc này, Tần Vũ Hiên liền đã mất mạng. Phùng Gia lão tổ trầm giọng nói, mà lúc này tần thánh thiên linh hồn hư ảnh nhìn thấy tần vũ hiên cùng tần hoàng thi thể trong ánh mắt tràn đầy lạnh giá tốt các ngươi thật là tốt xem ở năm đó về mặt tình cảm ta cũng không có đối các ngươi đuổi tận giết tuyệt các ngươi hôm nay rõ ràng giết ta tần ra người ta sẽ không để qua các ngươi tần thánh thiên lạnh giọng nói nghe nói như thế khi phong cốc bốn vị lão tổ đều là nở nụ cười lạnh không có đuổi tận giết tuyệt là ngươi xem ở năm đó về mặt tình cảm ư rõ ràng là ngươi không có cơ hội kia bất quá là một đạo linh hồn hư ảnh coi như là bản thân ngươi tại nơi này lại như thế nào trần trường an cười lạnh nói trần trường an lời nói để tần thánh thiên sầm mặt lại một tên tiểu bối quả thực là không biết sống chết chết tần thánh thiên trực tiếp xuất thủ muốn đem trần trường an chém giết nơi này mà dù sao chỉ là một đạo linh hồn hư ảnh chỉ là một kích liền đã móc rỗng hắn tất cả năng lượng không biết rõ cái này một tia linh hồn nếu là không còn đối ngươi bản thể sẽ tạo thành nhiều lớn thương tổn trần trường an đối mặt tần thánh thiên công kích nhìn như không thấy cười lạnh một tiếng tần thánh thiên linh hồn hư ảnh trực tiếp bị trói lại chỉ thấy ngón tay trần trường an bắn ra tần thánh thiên linh hồn hư ảnh trực tiếp bị triệt để mặt sát cùng lúc đó thánh nguyên tiên triều tần thánh thiên mở choàng mắt tuy nói chỉ là một tia linh hồn hư ảnh có đúng không tần thánh thiên vẫn là tạo thành trình độ nhất định thương tổn chết tiệt không giết người này ta thể không bỏ qua Trần Trường An hành động, để Tân Thánh Thiên không cách nào khoan nhượng, hắn quyết định đích thân tiến về Lưu Vân vực, nhất định cần muốn đem người này chém giết. Kỳ Phong Cốc miệng cốc, bịch. Kỳ Phong Cốc bốn vị lão tổ nhìn xem Trần Trường An, trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Trần Trường An nguyên bản liền đối bọn hắn có đại ân, giải quyết Kỳ Phong Cốc quái bệnh, bây giờ càng là dựa vào sức một mình cứu bọn hắn tất cả mọi người. Trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không phải có Trần Trường An ở đây, Kỳ Phong Cốc tài kiếp khó thoát. Đều đứng lên đi vừa vặn mà thôi trần trường an cười nhạt nói mặc kệ là nguyên nhân gì ngươi cứu tất cả chúng ta là sự thật như vậy đại ân đại đức chúng ta thật không biết rõ muốn như thế nào mới có thể hồi báo đúng rồi chúng ta trong kỳ phong cốc có một cái bảo vật không bằng đem vật này đưa cho thần y như thế nào các ngươi cảm thấy thế nào nghe được hà gia lão tổ lời nói ba người khác cũng là nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng tán đồng gật đầu một cái thứ này là hết thảy ngọn nguồn cũng là bốn nhà suy tàn đến đây nguyên nhân. Nếu như không có vật này, chỉ sợ cũng không có đằng sau nhiều chuyện như vậy phát sinh. Bảo vật gì? Trần Trường An tò mò hỏi. Vật này. Hà gia lão tổ đem sự tình chân tướng cũng đã nói một lần. Trần Trường An thế mới biết bọn hắn cùng Thánh Nguyên Tiên Triều ở giữa ân oán là cái gì? Đến tổ cùng là bảo vật gì? Sẽ để Thánh Nguyên Tiên Triều hoàng thất như vậy nhớ mãi không quên. Trần Trường An tò mò hỏi. Ngươi theo chúng ta tới đi. Chúng ta dẫn ngươi đi nhìn một chút nhìn một chút. Trần Trường An gật đầu một cái, theo sau đi theo bốn người lại một lần nữa về tới trong kỳ phong cốc. Nói thật, Trần Trường An là thật hiếu kỳ thứ này đến tột cùng là cái gì? Bốn cái người đem đồ vật đặt ở một chỗ mười phần địa phương bí ẩn, hơn nữa còn bố trí kết giới, mở ra kết giới phương pháp. Cần bốn cái người đồng thời tiến hành mới có thể, hễ thiếu mất một người, đều không thể mở ra kết giới này. Kết giới này mười phần an toàn, nếu như không có chúng ta. Hà gia lão tổ lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Trường An lúc này đã đi vào trong kết giới. Nhìn xem Trần Trường An đối kết giới trước mặt như không có gì, bốn vị lão tổ đều là trợn mắt hốc mồm, biến thái. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái à, kết giới đều ngăn không được hắn. Vẫn là nói, kết giới này đã xảy ra vấn đề. Bốn cái người không tin tà, cũng thử một cái, kết quả chính là bị chính mình bố trí kết giới bắn ra ngoài. Hắn làm sao làm được? Không biết rõ. Ngay tại bốn người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, Trần Trường An đã đi tới cái này trước mặt bảo vật. Cái này là cái gì? Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 388. Trong kết giới, Trần Trường An nhìn xem trước mặt cái này một người cao tả hữu, đen thui, trọn vẹn không hiểu là cái gì hình bầu dục vật thể, xa vào đến trong trầm tư. Đây là bảo bối. Cái này mẹ nó theo cái nào nhìn ra được lại là một cái bảo bối. Liền vì như vậy cái thứ đồ hư, Thánh Nguyên Tiên Triều không tiếc đối bốn vị khác họ vương gia tộc tiến hành đồ sát đại hoàng ngươi trần trường an theo thói quen muốn để đại hoàng nhìn một chút cuối cùng là đồ vật gì cuối cùng đại hoàng truyền thừa ký ức là cần một chút phát động có thể vừa quay đầu lại phát hiện đại hoàng cũng không tại bên cạnh mình còn bị vây ở bên ngoài kết giới đại ca thế nào thế nào đại hoàng gấp trực bính cao hận không thể hiện tại liền vọt vào đi nhìn một chút đến cùng là bảo bối gì ai nha các ngươi chớ ngẩn ra đó mau đem kết giới mở ra à ta đại ca có thể vào chúng ta không vào được à? Nhanh lên một chút. Đại hoàng lo lắng thúc giục nói. Tại đại hoàng dưới thúc giục, hà gia lão tổ mấy người vậy mới phản ứng lại, thế là liền vội vàng đem kết giới mở ra. Đại ca, đó là cái cái gì? Đại hoàng xông đi vào phía sau, hưng phấn hỏi. Ta mẹ nó còn dự định hỏi một chút ngươi đây. Ta nào biết được là cái gì, cho tới bây giờ chưa từng thấy. Các ngươi biết sao? Trần Trường An nhìn hướng kỳ phong cốc bốn vị này lão tổ, vốn cho rằng có thể đạt được một đáp án, không nghĩ tới, bốn cái người có chút mê mang lắc đầu. Nói thật, chúng ta cũng không biết. Kỳ thực vật này, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Đối với chúng ta mà nói, nó là một cái để chúng ta trầm luân đến đây tai nạn, cũng không phải bảo bối gì. Nguyên cớ còn một mực giữ là bởi vì nó, để chúng ta bốn nhà trả giá nặng nề, nếu là liền như thế tùy tiện ném đi, thật xin lỗi các vị tổ tiên dục huyết phấn chiến. Nhưng nó đến cùng là cái gì, chỉ có năm đó mấy vị kia tiên tổ biết được chưa từng có cùng chúng ta tiết lộ qua ta muốn trong thánh nguyên tiên triều biết rõ chân tướng chỉ sợ cũng chỉ có một cái tần thánh thiên nghe nói như thế trần trường an cũng cảm giác có chút không nói cười khổ nói nguyên cớ các ngươi liền đem cái này đồ vô dụng tặng cho ta trần trường an lời nói để bốn người cũng là lúng túng thẳng vào đầu nhưng bọn hắn chính xác không có cái gì đem ra được đồ vật đại ca ta dường như biết đó là cái cái gì đồ chơi chính là có chút không thích hợp một mực minh tư khổ tưởng đại hoàng đột nhiên ánh mắt sáng lên có chút hưng phấn nhìn hướng trần trường an đại hoàng còn phải là ngươi ưu tú trần trường an không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên đối đại hoàng tiến hành tán dương đối mặt trần trường an tán dương đại hoàng cũng là đắc ý chỉ vẫy đuôi thậm chí còn khiêu khích nhìn một chút nhất đả được rồi đừng đắc ý tranh thủ thời gian nói đây rốt cuộc là cái thứ gì trần trường an hỏi Đại ca, cái này mẹ nó là trứng rồng. Các ngươi mấy nhà lão tổ cũng quá mãnh liệt à, trứng rồng cũng dám trộm. Khó trách không nói cho các ngươi đây là vật gì, nếu là lan truyền ra ngoài, Long tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được đại hoàng lời nói, đừng nói là Kỳ Phong Cốc bốn vị này lão tổ, liên chân Trường An cũng ngây ngẩn cả người. Mẹ, lại là trứng rồng, phải quá thích hợp à, coi như năm đó Kỳ Phong Cốc cái này bốn nhà tiên tổ đều là tiên hoàng cấp bậc cường giả cũng không có can đảm chạy tới long tộc cuộn trộm trứng rồng à. Trần Trường An đối với thái cổ tiên vực cũng không phải rất quen thuộc, nhưng cũng biết long tộc có chính mình nơi ở, bình thường sẽ rất ít ra ngoài, hơn nữa 10 phần đoàn kết. Long tộc trí cường giả, thế nhưng tiên đế cảnh giới, người bình thường căn bản cũng không có can đảm đi long tộc địa phương làm sự tình. Các ngươi bốn nhà tiên tổ năm đó, đến cùng đều làm cái gì? Thật chạy tới long tộc địa bàn. Trần Trường An kinh ngạc hỏi. Cái này, này chúng ta cũng không biết à như biết thứ này là trứng rồng chúng ta đã sớm đem nó ném đi lưu tại bên cạnh đây không phải một cái phiền toái lớn ư không đúng cái này không phải là trứng rồng à nếu như là trứng rồng cái này cũng bao nhiêu năm chúng ta trốn ở lưu vân vực thế nhưng gần trăm vạn năm thời gian trăm vạn năm thời gian đã sớm có lẽ nở à kỳ phong cốc bốn vị lão tổ lúc này đều là một mặt mộng bức hơn nữa cảm giác không thích hợp cái đồ chơi này nếu là trứng rồng thế nào sẽ không có nở ra rồng. Đại hoàng, ngươi mới vừa nói có chút không thích hợp, có phải hay không chỉ liền là không có nở chuyện này?" Trần Trường A nhìn xem Đại hoàng hỏi. "Không sai. Căn cứ trí nhớ của ta, long tộc nở tuy là dài đằng đẵng, nhưng nhiều nhất vạn năm thời gian, thỉnh thoảng khả năng sẽ có mấy vạn năm. Nhưng mà cái này gần trăm vạn năm còn không có nở, là thật chưa từng gặp qua. Kỳ quái nhất chính là, đại ca, ngươi có khả năng cảm giác được, cái này trong trứng rồng mặt, có bất kỳ khí tức hoặc là sinh mệnh tồn tại dấu tích ư. Ta nhìn hồi lâu, cái đồ chơi này liền cùng đá giống như đúc. Đại hoàng nghi hoặc nhìn trước mặt trứng rồng. Có thể hay không, năm đó trộm ra phía sau, cái này trứng rồng, bên trong còn không có nở đi ra ấu long, chết rồi. Trần Trường An hỏi. Chết rồi, không phải không có khả năng này, nhưng cũng có thể tính cũng không phải rất lớn. Long tộc trứng, có được 10 phần cứng rắn vỏ ngoài, đây là bọn chúng một loại bảo vệ thủ đoạn, người bình thường cực kỳ khó sẽ phá vỡ vỏ trứng này. Hơn nữa mỗi một cái trứng rồng, tại sinh ra một khắc này, long tộc liền sẽ đối nó tiến hành phòng hộ biện pháp, tỉ như bố trí đủ loại cấm chế các loại đồ vật. Cuối cùng long tộc muốn sinh sôi độ khó có thể so sánh nhân loại khó hơn vạn lần, bọn chúng quý trọng mỗi một lần sinh sôi cơ hội, đồng dạng đối mỗi một cái trứng rồng đều mười phần để ý. Đây cũng là vì sao đại hoàng sẽ không nghĩ ra, cái này một cái trứng rồng đến tột cùng là thế nào bị trộm ra. Đại ca, có thể là bị bố trí cái gì cấm chế làm cho không người nào có thể dò xét ra trong trứng rồng mặt khí tức bất quá một mực không có nở một điểm này ta vẫn là không nghĩ ra gần trăm vạn năm sẽ không thật mẹ nó biến thành hòn đá à đại hoàng nghi ngờ nói trần trường an bắt đầu còn thật cao hứng không nghĩ tới tại kỳ phong cốc còn có ngoài ý muốn thu hoạch nhưng ai có thể nghĩ đến lại là khó giải quyết như thế đồ vật cũng không phải nói trần trường an e ngại long tộc nhưng ai cũng không nguyện ý nhiều cái địch nhân à thứ này hoàn toàn là một cái khoai lang bỏng tay. Đại ca, bằng không, ngươi thử lấy nhìn có thể hay không nở đây. Nhất đà tại một bên nói. Nở, cái này mẹ nó thế nào nở, chính mình còn có thể nằm sấp ổ thế nào. Đại ca, ngươi không phải có sinh mệnh pháp tác chi lực ư. Có thể thử một lần. Đại hoàng truyền âm nói. Sinh mệnh pháp tác chi lực, thật có thể được ư. Trần Trường An không rõ ràng, nhưng muốn thử một lần, nếu quả như thật nở thành công, đây là một cái cơ hội rất tốt, một cái có khả năng có thể sẽ thu được long tộc hảo cảm cơ hội. Nghĩ tới đây, Trần Trường An cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem tay trái đặt ở trứng rồng bên trên, theo sau một cỗ cường đại sinh mệnh lực, đưa vào trứng rồng bên trong. Theo lấy thời gian chậm chậm trôi qua, Trần Trường An đám người không khỏi đến chấn động trong lòng. Lại có phản ứng. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 389. Ngoạ tào Đại ca, ngươi muốn sinh. Xéo đi, Ngươi mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Không đúng không đúng, đại ca, trứng này muốn sinh, cũng không đúng. Đại ca, trứng nát. Ngươi mẹ nó mới trứng nát. Trứng rồng, trứng rồng nát. Cần ngươi nói, ta mẹ nó mù, nhìn không tới. Đại hoàng nhìn xem Trần Trường An cười cười xấu hổ, vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy nhất đà ngay tại cười trộm. Hắc hắc hắc, hắc cái rắm lăn, ngu xuẩn. Ngươi mắng ta làm gì? Lão tử vui lòng. Mà nó, ngươi có phải hay không thật coi ta dễ ức hiếp. Nhất đà mắt rùa chừng một cái, phẫn nộ nhìn hướng đại hoàng. Nha, trợn tròn mắt đây, ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới một mực nhắm mắt đây. Con mắt này, thật lớn. Đại hoàng châm biếm nói. Lão tử liều mạng với ngươi. Nhất đà không nói hai lời, vọt thẳng hướng đại hoàng, cắn một cái tại trên đuôi đối phương. Ngoạ tào, ngươi dám cắn ta. Đại hoàng không yếu thế, quay đầu liền đi cắn nhất đà, có thể chờ hắn vừa quay đầu, nhất đà liền theo đuôi di chuyển mà nó ta không tin cắn không đến ngươi nhất đà cắn đại hoàng đuôi mà đại hoàng tại chỗ điên cuồng xoay quanh trần trường an không thèm để ý hai cái này hàng ánh mắt đều suy nghĩ đều đặt ở cái này trứng rồng phía trên trứng rồng xuất hiện vết nứt bên trong cũng chuyển tới ấu long khí tức còn sống rõ ràng thật còn sống quá khó mà tin nổi đều đã đi qua nhiều năm như vậy tại sao có thể như vậy hẳn là chúng ta đối với long tộc nhận thức quá ít cho nên mới sẽ không hiểu Ngay tại mấy người nghị luận thời điểm Trứng rồng triệt để vỡ vụn Bên trong xuất hiện một đầu dài hơn một mét ấu long Ấu long mở mắt một khắc này Rõ rệt có chút hương phấn Mà nó nhìn lần đầu Nhìn thấy chính là Trần Trường An Xong Nó không phải là coi ta là cha nó à Nhìn thấy ấu long nhìn về phía mình ánh mắt Trần Trường An cũng là xứng sở Quá mẹ nó nhiệt tình à Đừng gọi ta cha Ta không phải cha ngươi Nhìn thấy ấu long muốn mở miệng Trần Trường An vội vã khoát tay ngăn cản. Mà Trần Trường An lời nói cũng để cho ấu long ánh mắt xuất hiện nghi hoặc cùng không hiểu. Ta là muốn cảm ơn ngươi. Ai nói ngươi là cha ta? Ta khơ ư. Ta cảm giác không thấy hai người chúng ta trưởng thành đến không giống nhau. Đầu óc ngươi có bệnh à? Ấu Long trực tiếp miệng nói tiếng người, hơn nữa mười phần rõ ràng, cái này khiến Trần Trường An đám người đều là sững sờ. Ngoạ tào, xứng đáng là Long tộc, mới phá xác mà ra, lời nói đều nói như vậy nhanh nhẹn. Bất quá, nó không nên nói long tộc ngôn ngữ ư. Đại ca, long tộc là có truyền thừa ký ức, ở trong đó bao gồm ngôn ngữ của nhân loại. Bất quá, nó dường như có chút không giống nhau lắm. Ngươi nhìn ánh mắt này, quá mẹ nó thành thục, căn bản là không giống như là mới ra đời ấu long à. Đại hoàng lúc này chuyển đầu óc choáng váng, le đầu lưỡi nằm trên mặt đất, vẫn là hết sức chuyên nghiệp cho Trần Trường An tiến hành một đợt phân tích trần trường an đồng dạng cảm giác cái này ấu long ánh mắt có chút thành thục ngôn ngữ cũng tương đối thành thục chẳng lẽ là bởi vì tại trong trứng rồng mặt trời đến thời gian quá lâu nguyên cớ đưa đến hiện tại loại cục diện này không sinh ra bắt đầu trước trên việc tu luyện nhân ra đều là tại trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện nó tại nương trong trứng tu luyện ngươi phải cảm ơn ta cái gì trần trường an tò mò hỏi đương nhiên là trợ giúp ta phá trứng mà ra chẳng lẽ còn là làm cảm ơn ngươi không cần ta bảo ngươi cha ấu long trợn nhìn trần trường an một chút cái này khiến trần trường an càng kết luận tên khốn kiếp này tuyệt đối không phải một cái phổ thông ấu long đơn giản như vậy được thôi không cần ngươi cảm ơn ngươi có thể đi hả để nó đi trần trường an thao tác để người ở chỗ này đều có chút mộng bức đây chính là long tộc rồng à liền như vậy để nó đi cực kỳ hiển nhiên ấu long cũng không có nghĩ đến trần trường an sẽ đến như vậy một tay ngươi để ta đi ta thế nhưng rồng cao quý long tộc. Ngươi chẳng lẽ liền một điểm ý nghĩ đều không có ư? Ấu long một mặt khiếp sợ hỏi. Ý tưởng gì? Không ý nghĩ gì, ngươi cao quý ngươi đấy chứ, liên quan ta cái rắm Không được. Vậy tuyệt đối không được. Ngươi dạng này, ta cực kỳ mất mặt. Ngươi không biết không biết, trong thái cổ tiên vực, có bao nhiêu người muốn nắm giữ một con long tộc thành viên xem như tọa kỵ. Ngươi lại có biết hay không? Ta không biết, cũng không muốn biết. Tọa kỵ phải không? Ta có à, cái này đây. Trần Trường An chỉ chỉ đại hoàng, cái này khiến ấu long thập phần khó chịu, chính mình rõ ràng vẫn còn so sánh không lên một con chó. Đáng hận nhất chính là, đại hoàng rõ ràng khiêu khích nhìn nó một chút, theo sau đắc ý nói. Nói cho ngươi, ta cũng có tọa kỵ, ngươi nhìn, cái này đây. Đại hoàng lại dùng vuốt chó, chỉ chỉ ngay tại cắn nó đuôi không hé miệng nhất đả. Cực kỳ hiển nhiên, đại hoàng lời nói, để ấu long cũng ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút không nghĩ minh bạch tọa kỵ đều có tọa kỵ vậy bọn hắn là thế nào xuất hành chỉ là trong nháy mắt ấu long trong đầu liền xuất hiện ba người xuất hành hình ảnh chỉ là hình tượng này quá đẹp để ấu long cảm giác có chút cay mắt có chút y tứ vậy ta cũng muốn gia nhập ta muốn làm tọa kỵ ngươi nhất định cần để ta làm tọa kỵ không phải ngươi chính là không nể mặt ta trần trường an sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có dạng này thỉnh cầu ngươi vừa mới không còn nói chính mình là cao quý long tộc ư hiện tại rõ ràng cầu muốn làm người khác tọa kỵ sự kiêu ngạo của ngươi đây ngươi cao quý đây không ngờ như thế đây cũng là một đầu có phản cốt long tộc loài lừa à nắm không đi đánh lấy thụt lùi nói đùa cái gì ta mới là ta đại ca tọa kỵ ngươi mơ tưởng chiếm lấy vị trí này đại hoàng tức giận nói làm sao ngươi là cảm thấy ta một đầu rồng không bằng ngươi một con chó phải không Chó. Tốt, hôm nay bản đại gia liền để ngươi tiểu tử này, thật tốt mở mang tầm mắt. Đại hoàng cười lạnh một tiếng, theo sau trực tiếp hiện ra bản thể. Kỳ lân. Dĩ nhiên là thần thú kỳ lân. Kỳ phong cốc bốn vị lão tổ lúc này đều đã triệt để ngốc trệ, bọn hắn căn bản là không thể tin được hôm nay phát sinh hết thảy. Cái này mẹ nó là chân thật sao? Một đầu rồng cầu Trần Trường An muốn làm hắn tọa kỵ thì cũng thôi đi, nhân ra bản thân tọa kỵ lại là mẹ nó kỳ lân. Đồng dạng cũng là thần thú, ai sẽ nghĩ đến bỉ ổi như thế một con chó bản thể lại là kỳ lân kỳ lân nhất tộc thế nào cũng biến chất đây hơn nữa kỳ lân nhất tộc cùng long tộc thực lực ngang tài luận địa vị thật sự chính là không có cách nào phân ra tới ai càng hơn một bậc ấu long nguyên bản cảm giác yêu việt tại đại hoàng khôi phục bản thể phía sau lập tức không còn sót lại chút gì mẹ đụng phải kẻ khó chơi đại hoàng ngươi rõ ràng đẹp trai như vậy nhất đà một mặt thương phấn nhìn xem đại hoàng không thể không nói khôi phục bản thể đại hoàng là có như thế một chút bá khí tồn tại. Nói nhảm, không phải thế nào làm ngươi đại ca, đừng tưởng rằng ngươi thực lực bây giờ so với ta mạnh hơn, nói cho ngươi, ta là vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ vượt qua ngươi. Đại hoàng đắc ý nói. Vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vậy ngươi trưởng thành chính là thật là chậm. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không bằng ngươi sao? Vậy thì thế nào? Ta là hắn nở, ngươi phải không? Luân quan hệ, hai ta thêm gần hắn mặc dù không phải ta cha ruột, nhưng để cho âm thanh nghĩa phụ cũng không quá phận. Ấu Long không yếu thế chút nào nói. Nghĩa phụ, mẹ, tiểu tử này thật vô sỉ à, rõ ràng trực tiếp nhận tặc. Không đúng, nhận Trần Trường An làm nghĩa phụ. Vậy thì có cái gì ghê gớm? Nói cho ngươi, ta đại ca vẫn là ta. Mẹ nhà mày. Đại hoàng lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị Trần Trường An một cước đá bay ra ngoài. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 390. Đại Hoàng muốn nói điều gì, Trần Trường An không cần đoán đều biết. Năm đó Trần Trường An cùng Đại Hoàng thấy rõ lần đầu tiên, có thể nói đặc biệt kích thích. Trần Trường An nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, Đại Hoàng nhiệt tình đem Trần Trường An nuốt vào bụng. Trần Trường An tại bên trong đợi mấy ngày, cuối cùng Đại Hoàng thật sự là không chịu nổi, liền đem Trần Trường An phun ra. Có thể kết quả vẫn là bị Mục Vân Giao đánh đập một trận. Đã từng, Trần Trường An thường xuyên dùng chuyện này lắc lư Đại Hoàng, nói hai người bọn họ là thời khắc sinh tử, trí thân bằng hữu. Có thể lúc này không giống ngày xưa, loại này hắc lịch sử, Trần Trường An làm sao lại để Đại Hoàng nói ra. Đại Hoàng cũng không phải cái kẻ ngu, tự nhiên là minh bạch, Trần Trường An không muốn chuyện cũ nhắc lại. Hắc hắc hắc, đại ca, ngươi nhìn một chút ngươi, cái này thế nào còn động bên trên chân đây? Ta đây không phải muốn chứng minh một thoáng hai người chúng ta quan hệ được không? Đại Hoàng biến trở về chó hình thái, chạy đến bên cạnh Trần Trường An ngoắt ngoắt cái đuôi, một mặt nịnh nọt nụ cười. Hèn mọn, mất mặt. Ấu Long khinh bỉ nhìn đại hoàng một chút, theo sau hướng lấy Trần Trường An cười hắc hắc, nói, nghĩa phụ, hai ta thiên hạ đệ nhất tốt. Vô sỉ, mất mặt. Đại hoàng vô sỉ hèn mọn hình tượng, mọi người cũng sớm đã quen thuộc, thậm chí có thể nói là đi sâu nhân tâm. Thật không nghĩ đến, cái này một đầu Ấu Long cũng sẽ vô sỉ như vậy. Kỳ phong cốc bốn vị lão tổ lúc này nhìn về phía Ấu Long ánh mắt đều mười phần xem thường, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng cường đại cao quý Long tộc, thế nhưng hoàn toàn khác nhau. Nó có tính hay không là long tộc sỉ nhục? Ai? Lại tới một cái. Thật không thể nhiều hơn nữa. Đây coi là cái gì? Hèn mọn đội ư. Nhất đà lúc này tại một bên bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái đội ngũ này hướng đi, đã càng phát không thể khống chế. Trần Trường An nhìn một chút ấu long, kỳ quái hỏi. Ta đều đã thả ngươi đi, ngươi trở lại long tộc không phải càng tốt. Tại sao muốn lưu tại ta chỗ này làm một cái tọa kỵ? Huống hồ, ta cũng không cần tọa kỵ. Đối mặt Trần Trường An nghi hoặc, ấu long cười lấy nói, không quay về, trở về không ý tứ, ngươi thế như nghĩa phụ ta à, ta đi theo ngươi không nên ư. Ừ. Ta đến tận tận hiếu. Tận hiếu, Trần Trường An cũng sẽ không tin tưởng tên khốn kiếp này nói bậy, nó tồn tại bản thân liền có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thế nào bị trộm ra? Vì sao trăm vạn năm không có nở? Vì sao nở phía sau cứ như vậy thành thục? Nó biết rõ chính mình là long tộc, để đó thật tốt long tộc không trở về, nhất định muốn lưu tại bên cạnh mình. Cái này mẹ nó chẳng lẽ cũng là Trần Thiên tên khốn kiếp kia an bài. Không đúng. Trên thời gian e rằng không khớp. Coi là thật không đi. Không đi không đi. Tốt. Vậy ngươi trước hết ở lại đây đi. Trần Trường An không làm rõ ràng được cái này ấu long có tính toán gì. Bất quá đã nó không muốn đi. Vậy trước tiên lưu tại bên cạnh. Trần Trường An cũng muốn nhìn một chút. Đầu này ấu long. Đến tột cùng muốn làm chút gì. Đa tạ nghĩa phụ. Không cần khách khí. Đã như vậy, ta cũng cho ngươi lấy một cái tên à run nhỏ ân ngươi cảm thấy thế nào run nhỏ cái này mẹ nó tính toán tên là gì ấu long trong ánh mắt tràn đầy kháng cự cùng cự tuyệt còn có thật sâu ghét bỏ ta có thể lựa chọn không gọi cái tên này ư không thể tốt à vậy ta sau đó liền gọi run nhỏ cái này đều có thể tiếp nhận trần trường an là cố ý cho nó lên như vậy một cái tên thật không nghĩ đến đối phương rõ ràng tiếp nhận nếu như nó thật chỉ là một đầu vừa mới ra đời ấu long cái gì cũng đều không hiểu thì cũng thôi đi, nhưng nó tâm trí mười phần thành thục, liền có chút ý tứ. Mấy vị, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nơi này đã bại lộ, e rằng không có cách nào tiếp tục ở lại đi à? Trần Trường An hỏi. Nghe được Trần Trường An lời nói, kỳ phong cốc bốn vị lão tổ đều là gật đầu bất đắc dĩ, né nhiều năm như vậy, trung quy vẫn là không có tránh thoát đi. Nếu như các ngươi không có chỗ đi lời nói, không bằng ta an bài cho các ngươi một chỗ. Trần Trường An muốn đem những người này an bài đến Cửu Vân Tiên môn, lấy Cửu Vân Tiên môn thực lực, coi như là Thánh Nguyên Tiên triều, chỉ sợ cũng không dám quá cản rỡ. Mà có những người này gia nhập, cũng có thể lớn mạnh một thoáng Cửu Vân Tiên môn thực lực, dù sao cũng là bốn vị tiên vương ngũ trọng cảnh giới cường giả, đây cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Kỳ Phong cốc bốn vị này lão tổ đi qua suy nghĩ phía sau, cũng đồng ý Trần Trường An an bài. Trần Trường An lợi dụng truyền âm tiên ngọc cùng Cửu Vân Tiên môn môn chủ đem sự tình nói một lần. Cửu Vân Tiên môn môn chủ đối với Thánh Nguyên Tiên triều có nghe thấy, bất quá nơi này dù sao cũng là Lưu Vân vực. Thánh Nguyên Tiên triều không có khả năng không cố kỵ một thoáng Cửu Vân Tiên môn thực lực, nguyên cớ thu lưu những người này, hẳn không có vấn đề quá lớn. Sắp xếp xong xuôi kỳ phong cốc cái này bốn nhà sự tình phía sau, Trần Trường An cũng bắt đầu khởi hành, cũng không có lưu thêm quá lâu. Đại ca, ta muốn hỏi một câu. Dựa vào cái gì nó cũng tại trên người của ta? Dựa vào cái gì? Sau khi xuất phát, đại hoàng đối với bây giờ hình thái hết sức bất mãn ý. Tại vốn có trên cơ sở, du nhỏ rõ ràng cũng nằm ở đại hoàng trên lưng, cái này khiến đại hoàng hết sức bất mãn ý. Có Trần Trường An cưỡi phần, còn có ngươi cái này run nhỏ cưỡi phần ư. Ai nha, đều là huynh đệ, ai trên ai dưới không đều như thế ư. Lúc này ngươi ở phía dưới, tiếp một lần ngươi tại phía trên được hay không? Hà tất tính toán nhiều như vậy chứ, phía trên, liền nhất định là hưởng thụ ư. Du nhỏ lời nói, để đại hoàng cảm giác có chút là lạ, có thể nhất thời ở giữa lại không nói ra được. "Du nhỏ, ngươi quá thu hút sự chú ý của người khác, ngươi có thể hay không biến hóa một thoáng?" Du nhỏ tuy là nhỏ, nhưng cuối cùng cũng là một đầu rồng, rất dễ dàng gây nên chú ý của những người khác, gây nên chú ý liền mang ý nghĩa sẽ phiền toái không ngừng. "Biến cái gì?" Du nhỏ bất đắc dĩ hỏi. Trần Trường An cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại bọn hắn cái này tổ hợp, có chó, có rùa, còn thiếu khuyết chút gì đây? Mọi người nếu không đều phát biểu một thoáng ý kiến." Trần Trường An hỏi. "Ta cảm thấy à, biến thành một đống phân tương đối tốt, có phải hay không nhất đà?" "Không không không, ta cảm thấy cái này không được, cái này không càng để người chú ý ư?" "Cái kia có lẽ biến thành cái gì?" "Được rồi, hai cái các ngươi đừng nghiên cứu, nó đều đã thay đổi tốt hơn." Ngay tại đại hoàng cùng nhất đà lúc nghiên cứu, run nhỏ đều đã hoàn thành chính mình lần đầu tiên biến thân. "Ân, nó đây. Đi đâu rồi?" biến thành gì đại hoàng phát hiện run nhỏ không gặp lập tức cảm giác có chút kỳ quái không phải biến thân ư đây là biến cái gì biến thành không khí ngu ngốc ai nói nhất định phải biến thành động vật biến thành cái khác không được sao hả run nhỏ tại địa phương nào nói chuyện vì sao chính mình nghe tới rõ ràng như vậy nhưng không nhìn thấy nó không đúng cổ của ta ngọa tào ngươi mẹ nó biến thành xích chó ngươi còn mẹ nó lôi kéo ta trên mình Đại Hoàng nghìn tính vạn tính, thế nào cũng không có tính tới, dù nhỏ sẽ chọn biến thân thành xích chó, hơn nữa còn mẹ nó trực tiếp bọc tại trên cổ của mình. Đại ca, ngươi đến cho ta. Đại Hoàng vừa định muốn để Trần Trường An cho tự mình làm chủ, lại phát hiện Trần Trường An đã 10 phần tự nhiên bắt được buộc tại trên cổ mình xích chó. Dạng này, nhìn xem tương đối hợp lý. Đi thôi, nắm chắc đi đường. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 391. Đại ca ta có phải là bị bệnh hay không? Ta cảm giác ta dường như sắp phải chết. Toàn thân không có khí lực, mặt ủ mày trao, cảm giác thế giới đều u ám rất nhiều. Lớn hoàng sinh không thể yêu tê liệt ngã xuống tại dưới đất, ánh mắt mê ly, tựa hồ đối với sinh hoạt đã không có bất kỳ hào hứng, thậm chí là cảm giác không thấy còn sống hứng thú. Nó thế nào? Nhất đà có chút hiếu kỳ, lớn hoàng bình thời gian như thế sôi nổi tồn tại, thế nào gần nhất mấy ngày nay, một mực dầu dĩ không vui đầy này. liền bởi vì xích chó, nhưng bây giờ Jun nhỏ khôi phục bản thể, mọi người ngay tại một chỗ ăn đồ vật à, đại hoàng vì sao vẫn là không vui. Đừng quản nó, ăn no dỗi việc đến. Có câu nói rất hay, ấm no nghĩ dâm dục, nó thế này sao lại là ngã bệnh, rõ ràng là muốn thanh lâu. Trần Trường An đối đại hoàng hiểu rất rõ, tên khốn kiếp này trong lòng có chủ ý gì, Trần Trường An liếc thấy đến nhất thanh nhị sở. Cái gì sinh không thể yêu, liền là tưởng niệm thanh lâu. Đại ca, ngươi là hiểu ta, ta đều rất lâu rất lâu không có đi qua thanh lâu. Ngươi biết, ta là một cái tương đối trọng tình cảm người. Hơn nữa, ta thiện lương như vậy, nếu là không thể đi cứu tế cứu tế những cô nương này, ta ái ngại à. Nghe được đại hoàng lời nói, nhất đà cùng run nhỏ đều là hơi nghi hoặc một chút, thanh lâu là địa phương nào. Vì sao lại để đại hoàng như vậy nhớ mãi không quên. Ta không thích đi loại địa phương kia. Ngươi cảm thấy, hai bọn chúng, ai có thể dẫn ngươi đi. Trần Trường An cười lấy hỏi hai bọn chúng. Đại hoàng nhìn một chút nhất đà cùng run nhỏ, đột nhiên mười phần hoài niệm tiểu yêu, nếu là tiểu yêu tại nơi này liền tốt, cuối cùng tiểu yêu năng lực vẫn là cực kỳ xuất chúng, có thể tùy ý biến hóa. Nhất đà, ngươi cũng đi ra lâu như vậy, có thể hay không biến thành người. Ngươi nếu là có thể, ta dẫn ngươi đi tiêu sái. Bảo đảm để ngươi lưu luyến quên về, không cách nào tự kiềm chế. Biến thành người, nhất đà suy nghĩ một chút, cũng dự định thử một chút, có thể biến đổi tới biến đi, vẫn là không có biện pháp hoàn toàn biến thành nhân loại dáng dấp. Không được, vẫn là kém chút. Ta cũng không biết vì sao, chỉ duy nhất biến thành nhân loại bộ dáng là khó khăn nhất. Nhìn tới ta là không thể đi theo người tiêu sái. Nhất đà buồn bực nói. Ta có thể. Đột nhiên, du nhỏ giống như cười mà không phải cười nhìn đại hoàng một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nói, cầu ta à, ngươi cầu ta à. Ta không tin. Đại hoàng khinh bỉ lườm run nhỏ một chút, mọi người đều là thần thú, lão tử đều không thể biến ngươi mẹ nó mới sinh ra mới bao lâu ngươi liền có thể lão tử mới sẽ không bên trên ngươi đương còn muốn để ta cầu ngươi nằm mơ được rồi đều ăn không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đi đường đại hoàng ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nơi này sẽ có thanh lâu ư trần trường an bất đắc dĩ lắc đầu đá đại hoàng một cước phía sau liền bắt đầu tiếp tục đi đường lưu vân vực rất lớn muốn tiến về thiên kiêu thành vậy cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đến đại khái lại qua hơn hai tháng thời gian trần trường an cũng có chút mệt mỏi một mực đi đường sinh hoạt thế là lân cận tìm một cái tương đối phồn hoa thành trì dự định nghỉ ngơi một chút nơi này thật lớn ta thế nào cảm giác dường như so huyền thiên vực thiên kiêu thành đều lớn sẽ không chúng ta đã đến thiên kiêu thành à sau khi vào thành đại hoàng lộ ra hưng phấn dị thường mắt một mực hướng về bốn phía quan sát mà nó chủ yếu điểm chú ý không hề nghi ngờ chỉ có một chỗ thanh lâu. Vì sao ta cảm giác, dường như mọi người đều đang ngó chừng chúng ta nhìn đây. Nhất đà lúc này lại phát hiện, sau khi vào thành, mọi người tựa hồ cũng đang ngó chừng bọn hắn, biểu tình còn rất quái dị. Không thể không nói, thần kỳ như thế tổ hợp, chính xác cực kỳ để người chú ý. Đại ca, đại ca, ta nhìn thấy thanh lâu. Ngoạ tào thật lớn. Im miệng, thứ mất mặt xấu hổ. Đại hoàng lời nói, để bốn phía không ít người qua đường đều là trợn mắt hốc mồm, thậm chí có chút người còn nhị không được bật cười theo bọn hắn nghĩ một con chó đối thanh lâu hưng phấn như thế cái kia tất nhiên là bởi vì chủ nhân đối với chỗ này cực kỳ yêu thích nguyên cớ người khác sẽ không cho là ưa thích thanh lâu chính là đại hoàng ngược lại sẽ cảm thấy trần trường an là lão thủ phương diện này đây chính là thanh lâu ư chính xác thật lớn đại ca chúng ta là đi nơi này ư ngăn trở đại hoàng lại không có ngăn cản thành nhất đà mà nhất đà lời nói Hình như càng thêm kiên định người qua đường ý nghĩ trong lòng. Phi, tuổi còn trẻ, trưởng thành đến đẹp trai như vậy, lại là cái khách làng chơi. Thật không phải ta thích đi. Trần Trường An nhìn một chút bốn phía người đi đường, bất đắc dĩ giang tay ra. Ha ha. Đối mặt Trần Trường An giải thích, mọi người chỉ là không tình cảm chút nào cười ha ha, tin ngươi mới là lạ. Ai? Lão tử một thế này anh danh. Đại ca, ngươi sớm đã không còn một thế anh danh, tại Lưu Vân vực, thanh danh của ngươi thật không được tốt lắm. Đại Hoàng lúc này vẫn không quên bổ đao Trần Trường An. Chớ quấy dày, mọi người chớ quấy dày, ta nói hai câu, ta nói hai câu. Im miệng, xích cho không có nói chuyện tư cách. Kháo. Vì để tránh cho lúng túng, cung trang diện tiếp tục mất khống chế, Trần Trường An vội vã để nhất đà tăng thêm tốc độ, tùy tiện tìm một nhà nhìn lên còn không tệ khách sạn ở đi vào. Mà Trần Trường An cũng không có chú ý tới, làm hắn tiến vào khách sạn thời điểm, bên ngoài khách sạn có một người, biểu tình ngưng trọng, ánh mắt một mực lưu lại ở trên người hắn. Hồi lâu sau, tựa hồ là muốn xác nhận Trần Trường An ở chỗ này, vậy mới quay người rời đi. Đối phương bằng nhanh nhất tốc độ về đến nhà, không để ý đến người khác ánh mắt kỳ quái, vội vội vàng vàng chạy đến một chỗ biệt viện bên trong. Tề phóng, cầu kiến lão tổ. Thật ra liền phát giác được ngươi hốt hoảng khí tức, đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ, hắn xuất hiện. Hắn, xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Tề gia lão tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt tề phóng. Tề gia lão tổ thần tình có chút kích động hỏi, ngươi xác định, hắn thật xuất hiện. Không sai, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Năm đó hắn tới tề gia thời điểm, ta cũng đã gặp qua hắn. Thiên chân vạn sát, lúc này đã ở tại trong khách sạn. Bất quá ta cảm giác, hắn dường như không biết, nơi này là chúng ta tề gia địa bàn. Nghe được tề phóng lời nói, tề gia lão tổ cười lên, đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cục vẫn là xuất hiện. Đi. Ngươi tự mình đi. Đem hắn mang về tề ra. Ta đã đợi đã nhiều năm như vậy. Chuyện năm đó, ta phải thật tốt cùng hắn tính toán sổ sách. Nghe được lão tổ lời nói, tề phóng gật đầu một cái, nói. Được, nhưng nếu là hắn. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định cần đem hắn mang tới. Nhanh đi. Được. Tề phóng rời đi về sau, tề ra lão tổ đột nhiên có chút kích động. Một hồi, ta muốn thế nào thật tốt nghênh đón một thoáng vị này bạn cũ đây. Ha 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 ha. Ta có thể đến, thật tốt chuẩn bị một chút. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 392, Trần Trường An thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nơi này, thế mà lại là Tề gia cuộn. Mà Tề gia cái vị kia lão tổ tông, liền là năm đó bị một cái khác Trần Trường An hạ dược kẻ xui xẻo. Trần Trường An cũng sẽ không nghĩ đến sẽ như cái này trùng hợp, huống hồ, hắn làm sao biết nơi này là Tề gia cuộn. Vừa mới tại khách sạn ở lại, Trần Trường An dự định đem trên mình tài nguyên thật tốt lợi dụng một chút, cũng tu luyện một chút, đừng làm đến dường như chính mình mỗi ngày không làm việc đàng hoàng đồng dạng. Mà lúc này, đại hoàng lại rõ rệt có chút tư tưởng không tập trung, nhìn một chút Trần Trường An, lại nhìn một chút nhất đà, cũng không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Ân, có người tới. Xem ra, tựa như là hướng chúng ta nơi này tới. Đột nhiên, Trần Trường An nhướng mày, phát giác được một cỗ khí tức, hướng chỗ hắn ở mà tới sẽ là ai chứ các hạ thế nhưng trần trường an một cái người lạ xuất hiện phía sau trực tiếp gọi ra tên của mình cái này khiến trần trường an có chút bất ngờ ta là ngươi biết ta trần trường an có chút hiếu kỳ mà hỏi tại hạ tề phóng ngươi không nhớ ta sao tề phóng cũng cảm giác có chút kỳ quái người tuyệt đối là người này mặc kệ là tướng mạo khí chất đều giống như đúc có thể tu vi hình như biến thấp hơn nữa nhìn hướng trong ánh mắt của mình lạ lẫm cũng không phải giả vờ Tề Phóng thậm chí đều có một loại hoài nghi, chính mình không phải là thật nhận lầm người à. Tề Phóng, Trần Trường An cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình không biết người này à, hạ giới. Không đúng, huyền thiên vực, cũng không đúng. Đột nhiên, Trần Trường An chú ý tới đối phương họ, tại Lưu Vân Vực, họ Tề, còn nhận biết mình, chẳng phải là nói. Ta không biết ngươi, ngươi hẳn là nhận lầm người. Ta là lần đầu tiên tới nơi này, có lẽ là người có tương tự à. Nói đùa cái gì, loại chuyện này, đánh chết cũng không thể thừa nhận à tuy nói trần trường an cũng không sợ tề ra sẽ thế nào trả thù chính mình nhưng năm đó chuyện này làm thật sự là quá thao đản trần trường an tự nhận làm chính mình đã rất tiện có thể hạ dược như vậy ác tầm thường thủ đoạn hắn là tuyệt đối không làm được tề phóng gặp trần trường an nói như vậy cũng là sững sờ lần đầu tiên tới nơi này lẽ nào thật sự chính là người có tương tự nhưng mình lời nói đều đã nói ra ngoài nếu là không đem người này mang về như thế nào cùng lão tổ bàn giao không đúng tiểu tử này đang nói láo vừa mới tự mình hỏi hắn sao có phải hay không gọi trần trường an thời điểm hắn ngây ngẩn cả người cũng không có phủ nhận cái tên này hắn mẹ nó liền là trần trường an nhà ta lão tổ cho mời hy vọng tiền bối theo ta cùng đi à tề phóng một tiếng tiền bối liền là rõ ràng nói cho trần trường an đừng giả bộ ta mẹ nó biết là ngươi ngươi nếu là đang chứa đựng đi vậy coi như làm mất thân phận không đi được hay không Trần Trường An có chút lúng túng nói: "Đi, vậy liền đến chuyện xưa nhắc lại, có thể mẹ nó việc này, rõ ràng không phải là mình làm, cái nồi này, Trần Trường An thật sự là không nguyện ý cõng." "Thế nào? Tiền bối năm đó tới nhà ta làm khách, cũng không phải như vậy từ chối. Bây giờ, là xem thường chúng ta tề gia ư? Chúng ta hảo tâm mời, ngài còn không chút nào nể tình." "Hảo tâm mời? Ta có việc, ta đến đi đường." "A." À, "Đại hoàng, nhất đà, hai cái các ngươi làm gì?" Trần Trường An đang nói, phát hiện đại hoàng đã lên nhất đà cõng, mà nhất đà cũng đi tới chính mình bên cạnh. Ánh mắt của bọn nó mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ mong, dường như tại nói, tới à, đại ca đi lên à, chúng ta lên đường đi. Đại hoàng là ưa thích xem náo nhiệt, loại này trò hay nó là tuyệt đối không muốn bỏ qua. Về phần nhất đà, chọn vẹn liền là xấu tính loại kia. Tuy nói run nhỏ không có cái gì biểu thị, nhưng Trần Trường An cảm giác được, cái này xích chó lúc này đã nhanh muốn chính mình bay đến trên tay của Trần Trường An mẹ đi lão tử đi chẳng phải là tề gia ư ta xem các ngươi tề gia đến cùng dự định thế nào mời ta trần trường an cũng là vừa cắn răng có một số việc cuối cùng vẫn là phải đối mặt ai bảo chính mình tự chui đầu vào lưới đây gặp trần trường an đáp ứng xuống tề phóng cũng là nới lỏng một hơi cuối cùng hắn là thật cực kỳ lo lắng trần trường an cự tuyệt hắn không có cái năng lực kia đem trần trường an dẫn đi năm đó trần trường an mạnh bao nhiêu hắn như là hết sức rõ ràng Bằng không, liên chân Trường An làm những chuyện kia, làm sao lại không có người thu về tính sổ. Nhịn xuống nguyên nhân chỉ có một cái, mẹ, đánh không được. Tiền bối, ngươi cái này xuất hành phương thức thật là càng phát. Khụ khụ, càng phát suy nghĩ khác người. Đối với tề phóng trêu chọc, chân Trường An ngược lại cũng không ngại, ngược lại là cười lấy nói. Nhân sinh nếu chỉ là theo khuôn phép cũ, cái kia nhiều nhàm chán. Ngươi nói đúng hay không? Khụ khụ, ta cảm thấy theo khuôn phép cũ cũng không có cái gì không tốt. Tề Phong lúng túng ho khan một tiếng, hắn ngược lại cũng muốn không theo quy đạp củ, cũng không có thực lực kia. Cuối cùng, năm đó Trần Trường An nhất thời hưng khởi, để Tề gia từ nay về sau nhiều hơn không ít vị tiểu tổ tông. Làm Tề Phong mang theo Trần Trường An đi tới Tề gia thời điểm, Trần Trường An cũng là không nghĩ tới, cái này Tề gia thế mà lại lớn như vậy. Ngoạ Tào, đây là các ngươi Tề gia. Ta nhìn quy cách này, đều mẹ nó bắt kịp hoàng thành cung điện à. Tề gia lớn, quả thật có chút vượt ra khỏi trần trường an dự liệu vậy mà lúc này tề phóng lại có chút không hiểu ngươi năm đó không phải tới qua ư hiện tại kinh ngạc cái gì tiền bối ngươi không nhớ đến năm đó đã tới tề phóng nghi ngờ nhìn về phía trần trường an ta nói ta không phải năm đó cái trần trường an kia ngươi có tin hay không trần trường an bất đắc dĩ nói phía trước không tin nhưng bây giờ có chút không xác định tề phóng cũng bắt đầu có chút hoài nghi Cuối cùng Trần Trường An kinh ngạc không phải giả, hình như hắn đối với nơi này, một chút ấn tượng đều không có. Liên quan tới năm đó Cửu Vân Tiên môn cái kia Trần Trường An chuyển thế sự tình, biết đến có, nhưng cũng không phải rất nhiều, Tê Phóng liền là không biết cái kia một cái. Tiền bối, cái này, ngươi thật không phải năm đó cái Trần Trường An kia. Tê Phóng lúc này bắt đầu có chút tâm hoảng. Mẹ, nếu là thật nhận lầm người, chính mình không được bị lão tổ giam lại à? Ít nói cũng đến trăm năm cất bước chính xác không phải, nhưng các ngươi lão tổ muốn tìm, hẳn là ta. Trần Trường An lời nói để tề phóng triệt để mộng bức, đã không phải, vì sao lão tổ muốn tìm lại là ngươi, cái này đều cái gì cùng cái gì. Tính toán, vẫn là trước dẫn ngươi đi gặp lão tổ à. Đến lúc đó chính các ngươi trò chuyện. Nghe được tề phóng lời nói, Trần Trường An gật đầu một cái, nhưng vừa vặn tiến vào tề ra cái kia to như vậy cửa chính phía sau, Trần Trường An cũng là sướng sở. Tình huống như thế nào, bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị trả thù chính mình. Sau cửa lớn, trình tề hai cái đội ngũ xếp thành trường long, tề ra người, cả trai lẫn gái chia làm hai đội, đồng loạt nhìn xem Trần Trường An. Một màn này, đừng nói là Trần Trường An, tê phóng cả người đều mộng. Cái này, tình huống như thế nào? Hoan nghênh Trần tiền bối đại giá Quang Lâm. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 393. Tới đoạn đường này, Trần Trường An nghĩ qua 100 loại khả năng gặp phải cục diện, tuyệt đối không ngờ rằng lại là hiện tại loại chàng diện này cái này mẹ nó là tề gia xác định không phải đại tử lâu ư các ngươi tề gia đổi nghề làm ăn tề gia đại tử lâu trần trường an nhìn hướng một bên mộng bức tề phóng ta ta cũng không biết à tề phóng lúc này đều nhanh hoài nghi nhân sinh hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương các ngươi làm gì đây đây là tề phóng nhìn xem mọi người không hiểu hỏi không biết lão tổ phân phó Lão tổ phân phó, cái này lão tổ đến cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là dự định tới một cái xuất kỳ bất ý, tiên lễ hậu binh sao? Khụ khụ. Cái kia, chúng ta vẫn là trước đi nhìn một chút lão tổ à? Tề Phong có chút lúng túng nhìn Trần Trường An một chút. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn đây là ý gì? Trần Trường An bát quái mau bệnh lại tái phát, có chút xem không hiểu cái này tề ra lão tổ thao tác. Chẳng lẽ là chuyện năm đó, để hắn bị điên? tại tề phóng dẫn dắt phía dưới trần trường an rất nhanh liền đi tới tề gia lão tổ cư trú biệt viện còn không trần trường an liền đã phát giác được sóng linh khí đây là cùng huyền thiên vực thiên kiêu lâu đồ ăn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thịt rượu đây là chuẩn bị mời chính mình ăn cơm cổ quái rất cổ quái lão tổ ta đã đem tiền bối mời đi theo tề gia lão tổ cũng không để ý tới tề phóng mà là mặt mang nụ cười nhìn hướng trần trường an trần huynh từ biệt nhiều năm hôm nay cuối cùng gặp nhau mời ngồi đây là ta vì ngươi chuẩn bị thịt rượu hy vọng ngươi sẽ không ghét bỏ ghét bỏ rượu này đồ ăn có thể so sánh ban đầu ở thiên kiêu lâu ăn ngon nhiều tối thiểu tăng lên mấy cái đẳng cấp ghét bỏ là không có khả năng ghét bỏ có thể trần trường an liền là cảm giác trong này có vấn đề chẳng lẽ là hắn muốn gậy ông đập lưng ông cũng cho chính mình tiếp cái thuốc sao tề gia lão tổ vung tay lên ra hiệu tề phóng đi xuống trước theo sau nhìn về phía Trần Trường An, cười lấy nói, thế nào? Không dám ăn ư? Sợ ta hạ dược. Tề ra lão tổ cái này rõ ràng là đang nhạo báng Trần Trường An năm đó hạ dược sự tình. Có thể mẹ nó Trần Trường An cũng cảm giác có chút phiền muộn, cái kia mẹ nó cũng không phải là mình phía dưới thuốc à. Ta người này, còn thật không có cái gì sợ hãi. Trần Trường An nhún vai, trực tiếp đi qua ngồi xuống tới, ngược lại coi như hạ dược, thân thể của mình cũng sẽ không có vấn đề gì, sợ cái rắm đại ca không ta địa phương à còn có ta còn có ta đại hoàng cùng nhất đà nhìn một chút cũng không có chuẩn bị hai bọn chúng vị trí lập tức cảm giác có chút không quá cao hứng ý tứ gì thế nào còn kỳ thị chủng tộc đây bọn chúng là theo trần trường an xuất hiện thời điểm tề gia lão tổ liền đã chú ý tới tuy là cảm giác rất kỳ quái nhưng cũng không có để ý đại hoàng ta tọa kỵ đúng ta chính là đại hoàng cái này gọi nhất đà ta tọa kỵ đúng ta gọi nhất đà cái kia ta không có tọa kỵ tề gia lão tổ biểu tình cổ quái nhìn trần trường an một chút đây là cái gì tổ hợp tọa kỵ là con chó còn chưa tính tọa kỵ còn có tọa kỵ được thôi người tới là khách tề gia lão tổ cảm giác có chút không nói bất quá vẫn là vung tay lên một cái chuẩn bị đi ra hai cái ghế cái này còn tạm được tiểu tử ngươi thật biết giải quyết ngao ngươi người không tệ đối với đại hoàng tán dương tề gia lão tổ cũng là khóc cười không được có phải hay không còn đến cảm ơn nó đại hoàng ngươi mẹ nó có thể hay không đem bờ mông rời đi đừng ngồi trên người của ta hả ai tại nói lời nói cái này đột nhiên truyền tới một câu để tề gia lão tổ cũng là sững sờ chính mình rõ ràng không có phát giác được đến tột cùng là thần thánh phương nào lại nhìn về phía đại hoàng bờ mông phía dưới cái gì cũng không có à dường như chỉ có xích chó xích chó đều mẹ nó có thể nói chuyện chó biết nói chuyện rùa đen biết nói chuyện tề gia lão tổ đều không cảm thấy kỳ quái có thể mẹ nó xích chó là cái quỷ gì ngươi im miệng không có phần nói chuyện của ngươi đại hoàng hung hãn nói không ta cũng muốn ăn tại tề gia lão tổ ánh mắt khiếp sợ phía dưới xích chó biến người hơn nữa còn là một cái chỉ có tám chín tuổi tả hữu tiểu hài tử nhìn thấy run nhỏ biến thành một cái tiểu hài đừng nói tề gia lão tổ trần trường an bọn hắn cũng đều ngây ngẩn cả người còn mẹ nó thật có thể biến thành người. Đại hoàng đầu tiên là thèm muốn ghen tị nhìn run nhỏ một chút, theo sau con ngươi đảo một vòng, hình như lại có mới ý nghĩ. Vị này là... Tề gia lão tổ tò mò hỏi. Nó là... Khụ khụ, vị này là nghĩa phụ ta, ta đương nhiên là hắn nghĩa tử. Trần Trường An chính giữa không biết rõ thế nào giới thiệu đây, run nhỏ trước một bước mở miệng. Nghĩa tử, để nghĩa tử làm xích chó. Chuyện này cũng quá bất hợp lý à? bất quá nghĩ đến trần trường an đã từng hành động tề gia lão tổ hình như lại cảm thấy rất hợp lý đây là hắn làm được sự tình ai tại lấp cái ghế à tề gia lão tổ cười khổ một tiếng chỉ có thể tại thêm một cái ghế vốn cho là chỉ có trần trường an một người không nghĩ tới hiện tại lại là chó lại là rùa rõ ràng còn nhiều thêm một cái nghĩa tử tề gia lão tổ ngồi xuống phía sau nhìn xem trần trường an hỏi nghe nói ngươi chuyển thế trùng sinh ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta à chuyển thế chuyện này, tề gia lão tổ rõ ràng biết. Vẫn là nói, lúc trước đắc tội qua những người kia đều biết. Có phải hay không đối thủ, thử xem chẳng phải sẽ biết. Ta cũng không cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Trần Trường An tự tin cười. Ha 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 ha. Xứng đáng là ngươi, quả nhiên là trước sau như một tự tin. Tới, ăn cơm trước. Trần Trường An không làm rõ ràng được tề gia lão tổ đến cùng là nghĩ như thế nào, bất quá đối mặt cái này mỹ vị món ngon, trần trường an đương nhiên sẽ không khách khí qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị trần trường an ăn rất hài lòng bất quá vẫn là thật tò mò tề gia lão tổ đến tột cùng đánh cái gì tính toán cuộn trần huynh cảm ơn hả tình huống gì cảm ơn nhìn xem tề gia lão tổ cái kia thật chí ánh mắt trần trường an cũng mộng uống nhiều quá không đến mức à vậy mới cái nào đến đâu thật cực kỳ cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta sẽ không biết trên đời này còn có mặt khác hứng thú. Nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ không có cơ hội. Đột phá đến tiên hoàng cảnh giới. Hả? Đột phá? Phá thân liền đột phá. Ngoạ tào, còn có cái này chuyện tốt ư. Mới đầu, ta thật rất tức giận, nhưng sau đó mới hiểu được Trần Huynh dụng tâm lương khổ. Ngươi làm đây hết thảy, cũng đều là vì tốt cho ta. Chờ ta muốn cảm tạ ngươi thời điểm, lại biết được ngươi chuyển thế tin tức. Bất quá cũng may, ngươi lại trở về. Tề gia lão tổ cảm kích nói. Mẹ, nhân họa đắc phúc. Ai, không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm. Trần Huynh, ngươi nhớ lại đã từng sự tình ư. Không có. Vậy ngươi, ta hiểu nhân phẩm của ta, nhưng không phải là vì ngươi tốt, ta sẽ không làm ra loại này chơi chẽn sự tình. Trần Huynh, thật là khó khăn cho ngươi. Ai, đừng khách khí, đều là huynh đệ, coi như bị hiểu lầm, ta cũng sẽ không quan tâm. Trần Huynh, hảo huynh đệ. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 394. Trần Huynh. Huynh đệ chúng ta ở giữa liền không nói nhiều cái gì. Sau đó nếu là có dùng đến ta địa phương, ngươi liền cứ việc lời nói, ta tuyệt không chối tử. Nhìn xem tâm tình kích động tề ra lão tổ, Trần Trường An cũng là gật đầu cười. Kết quả này vẫn là hắn khá là yêu thích nhìn thấy, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, cái này thật tốt. Cái khác trước không nói, rượu này đồ ăn, lại đến một phần. Không có vấn đề ta liền để người đi chuẩn bị, bao no. Dù sao cũng là lưu vân vực một trong tứ đại gia tộc tề gia, nội tình vẫn là rất mạnh, bữa cơm này ăn. Trần Trường An cũng không biết đến tổ cùng đến cùng giá trị bao nhiêu tiên linh thạch, nhưng trung quy là không phải ít. Sau khi ăn xong, đại hoàng bọn chúng cũng đều trực tiếp tiến vào trong tu luyện, Trần Trường An tại tề gia lão tổ an bài phía dưới, cũng bắt đầu bế quan. Cuối cùng chỗ rượu này đồ ăn cũng đều không phải hàng thông thường, bên trong ẩn chứa tiên linh khí 10 phần tràn đầy ngay tại Trần Trường An toàn tâm đưa vào trong tu luyện thời điểm, Tần Thánh Thiên lúc này đã đi tới Lưu Vân Vực. Làm Tần Thánh Thiên đi tới Kỳ Phong Cốc thời điểm, nơi này cũng sớm đã người đi nhà trống, nhưng Tần Thánh Thiên mục đích cũng không phải bốn gia tộc này. Bây giờ trong lòng hắn quan trọng nhất chính là tìm tới Trần Trường An. A, à, ngươi cho rằng ngươi chạy được sao? Ta đã bắt đến khí tức của ngươi. Tần Thánh Thiên nguyên cớ đi tới Kỳ Phong Cốc chính là vì tại nơi này bắt đến Trần Trường An khí tức cuối cùng lúc trước hắn xuất hiện ở nơi này chỉ là linh hồn hư ảnh tần thánh thiên nhìn xem tề ra vị trí cười lạnh một tiếng sau một khắc theo kỳ phong cốc biến mất vô tung vô ảnh lão tổ cái này đều đã hơn nửa năm thời gian à trần trường an tiền bối còn tại tu luyện đúng vậy à còn tại tu luyện hắn hôm nay rất quái lạ ta nhìn không thấu tuy là hắn chỉ là kim tiên cảnh tầng một tu vi nhưng đối mặt hắn thời điểm ta cảm giác dường như cùng phía trước không có biến hóa gì đều là để ta nhìn không thấu. Hiện tại bên cạnh hắn đi theo ba cái kia, không biết rõ thứ đồ gì cũng rất kỳ quái. Tề gia lão tổ cũng không có nghĩ đến, Trần Trường An bọn hắn thời gian tu luyện sẽ lâu như vậy. Trần Trường An không có xuất quan, Đại Hoàng bọn chúng đồng dạng cũng không có. Ân, các ngươi xuất quan. Tề gia lão tổ đột nhiên phát hiện Đại Hoàng bọn chúng ba cái rõ ràng kết thúc tu luyện. A, à, đúng đúng đúng, chúng ta tu luyện kết thúc. Cái kia, ngươi là ta đại ca huynh đệ vậy chúng ta có phải hay không cũng là huynh đệ đại hoàng cười lấy hỏi cái này tề gia lão tổ nhíu mày cái này mẹ nó một con chó còn muốn cùng chính mình xưng huynh gọi đệ có thể xem ở trần trường an mặt mũi hắn vẫn là cố mà làm gật đầu một cái vậy có thể hay không mượn điểm tiên linh thạch tiên linh thạch ngươi muốn làm gì là muốn muốn mua cái gì ư chúng ta tề gia có không ít thứ có thể trực tiếp đưa người không 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 cái này sao có thể được đây Đại ca giáo dục chúng ta, không thể tùy tiện muốn đồ của người khác, đây là không lễ phép hành động. Ngươi liền mượn ta điểm tiên linh thạch là được, ta mang theo hai cái này huynh đệ ra ngoài dạo chơi. Địa phương nhỏ tới, chưa từng thấy cái gì việc đời. Yên tâm, chờ ta đại ca xuất quan, tuyệt đối trả lại ngươi. Đại hoàng cười lấy nói. Cái này, tốt à? Muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Tề gia lão tổ có chút không hiểu rõ, nhưng vẫn là cho đại hoàng một vạn trung phẩm tiên linh thạch theo sau liền nhìn xem đại hoàng cười hì hì mang theo nhất đà cùng run nhỏ rời đi tề ra. Ừm, các ngươi đi cùng nhìn một chút, đừng để bọn chúng tại nơi này đã xảy ra chuyện gì. Luôn cảm giác bọn chúng ba cái, không quá đáng tin. Được, lão tổ. Tề ra người đi theo ra ngoài, cũng không có một lát nữa, liền trực tiếp về tới tề ra. Cái gì? Ngươi nói bọn chúng đi đâu? Thanh lâu. Một con chó, một cái rùa, còn có một cái tiểu hài, bọn chúng rõ ràng đi thanh lâu. Tề gia lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng, bọn chúng thế mà lại vay tiền đi Thanh lâu, cái này đều là Trần Trường An dạy. Trần Trường An lúc nào còn có loại này yêu thích. Tuy nói cái này bên trong tư vị, Tề gia lão tổ bây giờ cũng là hết sức rõ ràng, như lấy Trần Trường An thân phận, không cần thiết đi Thanh lâu à. Trần huynh, biến chất. Ai, đáng tiếc. Tề gia lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, Trầm Mê Thanh lâu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam à, chủ yếu là quá mất thân phận liền lấy Trần Trường An cái này cửu vân tiên môn thái thượng trưởng lão thân phận, muốn cái gì dạng mỹ nữ hay không? À, đột nhiên, tề gia lão tổ phát giác được một cỗ cường giả khí tức, dĩ nhiên là tiên hoàng cảnh giới cường giả. Thế nào lại đột nhiên có tiên hoàng cấp bậc cường giả đi tới nơi này? Hơn nữa cỗ khí tức này mười phần lạ lẫm lưu vân vực tiên hoàng cường giả, tề gia lão tổ chủ yếu đều biết, chẳng lẽ nói là một cái nào đó điệu thấp tiên hoàng tán tu. Hướng tề ra tới. Tề gia lão tổ nhíu mày, thân ảnh lóe lên đi thẳng tới cái kia tiên hoàng cường giả trước mặt ân ngươi là người nào tới ta tề gia địa phương muốn làm gì tề gia lão tổ câu mày hỏi tề gia địa phương người tới chính là tần thánh thiên đối mặt tề gia lão tổ cực kỳ hiển nhiên tần thánh thiên cũng không có để ở trong lòng ta mặc kệ nơi này là địa phương nào ta mục đích tới nơi này chỉ có một cái trần trường an có phải hay không ở chỗ này tần thánh thiên lạnh giọng hỏi trần trường an là tìm đến Trần Trường An. Theo Tần Thánh Thiên biểu tình cùng ngữ khí liền nhìn ra được, tuyệt đối là địch không hữu. Khẩu khí thật lớn. Thật coi ta Tề gia là bùn nạn sao?" Tề gia lão tổ lạnh giọng nói. "Hừ, ngươi cảm thấy, ngươi ngăn được ta sao? Mục đích của ta chỉ là Trần Trường An, ngươi tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy cực khổ." Tần Thánh Thiên mục tiêu là Trần Trường An, Tề gia lão tổ xuất hiện là một cái bất ngờ, tuy nói Tần Thánh Thiên cũng không cho rằng đối phương là đối thủ của mình nhưng hắn cũng không muốn phức tạp cuối cùng nơi này là lưu vân vực hắn cũng không dám náo đến quá mức ngươi cảm thấy tại ta tề gia cuộn ta mặc kệ ngươi tìm bằng hữu của ta phiền toái nếu là lan truyền ra ngoài ta tề gia còn mặt mũi nào tại lưu vân vực đặt chân giữa các ngươi có cái gì ân oán ta mặc kệ nhưng mà tại nơi này ngươi đừng nghĩ động trần trường an một cọng tóc gáy tề gia lão tổ thái độ cực kỳ kiên quyết cái này khiến tần thánh thiên cũng cảm giác có chút khó làm hắn thế nào cũng không có nghĩ đến Trần Trường An rõ ràng còn có tiên hoàng cấp bậc cường giả nâng đỡ. Chẳng lẽ đây chính là hắn lúc trước không có sợ hãi nguyên nhân ư? Ngươi bảo vệ được hắn một lúc, có thể hộ không được hắn một thế. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, làm hắn đắc tội ta Thánh Nguyên Tiên Triều, có đáng giá hay không đến. Thánh Nguyên Tiên Triều, nghe lời này, Tề Gia lão tổ cười lạnh một tiếng, nói: "Nguyên lai là Thánh Nguyên Tiên Triều người, nhưng ngươi cũng đừng quên, nơi này là Lưu Vân vực, không phải ngươi Thánh Nguyên Tiên Triều." Đắc tội lại như thế nào? Các ngươi Thánh Nguyên Tiên chiều còn dám tại ta lưu vân vực cản giữa sao. Tề gia lão tổ lời nói để Tần Thánh Thiên sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Tốt, tốt, tốt. Tề gia đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ta cũng không tin, Trần Trường An sẽ vĩnh viễn lưu tại tề gia không đi. Tần Thánh Thiên lạnh giọng nói. Ngươi là muốn muốn tìm ta sao? Ta có đi hay không không trọng yếu, trọng yếu là ta cảm thấy ngươi khả năng đi không được. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 395. Trần Trường An, Tề Gia Lão Tổ cùng Tần Thánh Thiên hai người lúc này đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn trọn vẹn không có phát giác được Trần Trường An là như thế nào xuất hiện, phảng phất như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, cũng không phải bởi vì Trần Trường An tốc độ rất nhanh đạt tới thuấn di mức độ, càng giống là không gian di chuyển. Chẳng lẽ nói, Trần Trường An đã nắm giữ lực lượng không gian. Ngươi xuất quan, Tề gia lão tổ kinh ngạc hỏi. Ân, còn muốn đa tạ ngươi, để ta đột phá tầng một tu vi. Tầng một, ăn chính mình nhiều như vậy đồ tốt, liền đột phá tầng một tu vi. Nói đùa cái gì? Nhưng hôm nay Trần Trường An tu vi, chính xác chỉ là kim tiên cảnh tầng hai. Ngươi cùng người này đến tục cùng cái gì ân oán? Tề gia lão tổ có chút nghi ngờ hỏi. Giết thánh nguyên tiên chiều mấy người, đúng rồi, còn diệt linh hồn của hắn hư ảnh. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Trần Trường An cười nhạt nói. Diệt tiên hoàng linh hồn của cường giả hư ảnh. Xứng đáng là Trần Trường An, coi như chuyển thế, vẫn là biến thái như vậy. Kim tiên cảnh tầng một thời điểm, liền có thể có thực lực như vậy. Giết mấy người. Ngươi giết ta tần ra một tên tiên vương cảnh tầng tám tộc nhân không nói, còn giết ta tần ra nhân tài mới nổi. Ngươi cũng đã biết, tần vũ hiên, thế nhưng thiên kiêu bảng bài danh 30 tồn tại. Tương lai tiền đồ nhàm chán. Ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao. Tần Thánh Thiên lời nói để tề gia lão tổ đều mộng, khó trách tiên hoàng cường giả đều xuất động, Trần Trường An cái này giết đến, thật là không phải phổ phổ thông thông người hà. Một cái tiên vương cảnh tầng 8 liền không nói, cái này thánh nguyên tiên triều tần gia, rõ ràng còn có hậu nhân là thiên kiêu bảng bài danh 30 tồn tại. Tần Vũ Hiên, tề gia lão tổ cẩn thận suy tư một chút, hình như còn thật tại thiên kiêu bảng bên trên nhìn thấy qua cái tên này. Tương lai có hy vọng, chỉ là không nghĩ tới chết tại trên tay của Trần Trường An. Ngươi một người làm, Tề gia lão tổ có chút kinh ngạc nhìn hướng Trần Trường An. "Ân, chính ta làm." Trần Trường An gật đầu cười. "Biến thái, ngươi mới kim tiên cảnh tu vi, thế nào, không thể giết người ư?" Nghe được Trần Trường An lời nói, Tề gia lão tổ cười khổ một tiếng, "Cái này gọi cái gì lời nói, có thể giết, ngươi muốn giết ai đó là chuyện của mình ngươi. Nhưng ngươi tu vi như vậy, giết một cái nửa bước tiên vương liền đầy đủ biến thái, rõ ràng liền tiên vương cảnh tầng 8 đều có thể giết." coi như là vượt cấp khiêu chiến, cái này càng cũng quá đáng à. Các ngươi, có thể hay không tôn trọng một thoáng ta. Làm ta là người chết ư. Tần Thánh Thiên phẫn nộ nhìn xem Trần Trường An cùng tề gia lão tổ, hai người kia không coi ai ra gì trò chuyện, đây là hoàn toàn xem thường chính mình à. Ngươi trước chờ đã, không đến phiên ngươi đây. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Trần Trường An không nhịn được nhìn Tần Thánh Thiên một chút, này làm sao còn có đuổi tới chịu chết đây này. Ta không có gì muốn hỏi, bất quá, Ta muốn biết, ngươi dự định thế nào đối phó hắn?" Tề gia lão tổ tò mò hỏi. "Ừm, đã tới đều tới, làm gì, cũng đến tận hết sức chủ nhà tình nghĩa à? Cũng đừng quá phận, đem mệnh lưu lại tới là được rồi." "Ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Trường An cười lấy hỏi. "Đem mệnh lưu lại tới là được rồi, đại ca, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy ư? Đây chính là tiên hoàng, không phải bên đường a miêu a cẩu, có dễ dàng như vậy liền đem mệnh của hắn lưu lại tới sao?" "Ngươi chắc chắn?" Tề gia lão tổ tò mò hỏi. Ừm, khó mà nói, không cùng tiên hoàng chiến đấu qua, nhưng mà có thể thử xem. Ngoạ tào, đây là dạng gì tự tin mới có thể đủ nói ra lời như vậy. Mà lúc này, một bên khác tần thánh thiên, mặt đều tức giận xanh. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi muốn thế nào lưu lại tới mệnh của ta. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức cường đại theo trong thân thể của tần thánh thiên bắn ra, khí tức mạnh, ảnh hưởng tới phương viên mấy trăm ngàn km. Tề ra chỗ tồn tại thành trì, tất cả mọi người kinh hoàng ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, đây chính là tề ra cuộn, thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là có cường giả tìm đến tề ra phiền toái? Thật là đáng sợ khí tức à, đây là tiên vương. Không đúng, đây không phải tiên vương, đây là tiên hoàng. Tiên hoàng, thế nào sẽ có tiên hoàng tới nơi này? Đây là tiên hoàng cường giả chiến đấu, đây cũng không phải là đùa giỡn, tác động đến rộng rãi, rất có thể để chỉnh tọa thành san thành bình địa, đến lúc đó, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Tề ra mọi người lúc này cũng là sắc mặt căng thẳng, không biết rõ phải làm gì. Chúng ta muốn hay không muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng, thế nhưng Trần Trường An tiền bối rời đi thời điểm không phải nói, để chúng ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ ư. Nhưng dù sao cũng là tiên hoàng cường giả, hơn nữa ta cảm giác người này khí thế, hình như so lão tổ, còn phải mạnh hơn một chút. Chúng ta đi, chỉ sợ cũng chỉ là thêm phiền nghe trần trường an tiền bối à ai cũng chỉ có thể như vậy trần trường an nhìn một chút nổi trận lôi đình tần thánh thiên theo sau đối tề gia lão tổ nói lão tề ngươi đề phòng điểm đừng để tên khốn kiếp này đem phía dưới thành hủy chuyện còn lại giao cho ta liền tốt tốt một điểm này ta vẫn là có khả năng làm được nhưng ngươi thật sự có thể đối phó hắn ư tề gia lão tổ có chút bận tâm mà hỏi yên tâm hắn còn không có năng lực giết ta tốt. Gặp Trần Trường An đều nói như vậy, tề gia lão tổ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng hắn. Huống hồ hắn cũng không muốn để cái này tần thánh thiên hủy chính mình cuộn, truyền đi, cái này nên nhiều mất mặt. Ngươi, lên cho ta đi. Hả, đi lên. Ngươi để ta đi lên, chẳng lẽ ta liền muốn. Tần thánh thiên ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Trần Trường An, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Có thể một giây sau, hắn cũng cảm giác thân thể không bị khống chế hướng về không trung bay đi. Một màn này, đừng nói tề gia lão tổ là một mặt mộng bức tân thánh thiên bản thân là ngạc nhiên chính mình đường đường tiên hoàng cấp bậc cường giả đến tột cùng là thế nào bị trần trường an ném lên đi ngươi ngươi làm sao làm được tân thánh thiên trầm giọng hỏi ống nhiều như vậy làm gì muốn đánh liền đánh trần trường an cười lạnh một tiếng theo sau một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn theo trong thân thể bắn ra cảm nhận được trần trường an khí thế tân thánh thiên cũng là sững sờ làm sao có khả năng Hắn bất quá là Kim Tiên cảnh tầng 2 mà thôi, thế nào sẽ bộc phát ra khủng bố như vậy khí tức. Ngươi không phải Kim Tiên cảnh, ngươi tuyệt đối không phải Kim Tiên cảnh tu vi." Tần Thánh Thiên trầm giọng nói, "Đã ngươi là Tiên Hoàng cường giả, nên biết cái gì gọi là pháp tắc à?" "Pháp tắc?" Nghe được hai chữ này, Tần Thánh Thiên biểu tình nháy mắt biến đến càng khiếp sợ hơn. "Pháp tắc? Chẳng lẽ nói, Trần Trường An đã nắm giữ pháp tắc chi lực?" "Lực chi pháp tắc?" "Cảm thụ một chút à?" Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 396. Lực chi pháp tắc. Trần Trường An đã lĩnh ngộ lực chi pháp tắc. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn mới tu vi gì. Kim tiên cảnh mà thôi, làm sao lại nắm giữ đến loại lực lượng này. Đừng vội lừa ta. Ta sẽ không bị ngươi hù đến. Tần Thánh Thiên lạnh giọng nói. Hù dọa ngươi. Ta nhưng không có cái kia hào hứng. Trần Trường An cười lạnh một tiếng, sau một khắc, người đã xuất hiện tại trước mặt Tần Thánh Thiên, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Cảm nhận được lực lượng Trần Trường An, Tần Thánh Thiên sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy thân thể như là diều bị đứt dây, không ngừng mà hướng về sau bay đi. Loại kia nỗi đau xé rách tim gan, để hắn kém chút hôn mê đi qua. Hắn như là tiên hoàng, nhục thân mười phần cường hãn, nhưng Trần Trường An cũng chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, liền để mình đã bị trọng thương như thế. Chẳng lẽ nói, hắn dĩ nhiên thật lĩnh ngộ lực chi pháp tắc. Lực chi pháp tắc, nhất lực phá vạn pháp đừng giết ta ta nhận thua chỉ cần ngươi không giết ta ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể thấy được trần trường an đáng sợ phía sau tần thánh thiên đã không có bất luận cái gì đối kháng lòng tin hắn bây giờ muốn làm sự tình chỉ có một cái cầu xin tha thứ cứu mạng tốt ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản đi chết đi lời này vừa nói ra tần thánh thiên biến sắc mặt không nghĩ tới mình coi như là cầu xin tha thứ cái này trần trường an đều không có buông tha mình dự định tiên hoàng chính mình thế nhưng tiên hoàng cảnh giới cường giả hắn chẳng lẽ liền không muốn đem chính mình thu nhập bộ hạ đến lúc đó phía sau mình thế nhưng toàn bộ thánh nguyên tiên triều chỉ cần một câu hắn liền có thể đem chính mình cùng thánh nguyên tiên triều hết thảy bỏ vào trong túi hắn rõ ràng thật không động tâm tần thánh thiên không hiểu hắn không tin có người có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc coi như là trong lưu vân vực tối cường thế lực vô cực điện chỉ sợ cũng sẽ động tâm à Tần Thánh Thiên còn muốn nói cái gì, nhưng Trần Trường An cũng không có cho hắn cơ hội này. Nhìn xem Tần Thánh Thiên hồn phi phách tán, Trần Trường An cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cực hạn. Nhìn tới, đây chính là ta trước mắt thực lực cực hạn. Nhìn như Trần Trường An rất dễ dàng đánh chết Tần Thánh Thiên, nhưng đây đã là hắn có khả năng phát huy ra cực hạn thực lực. Như không phải trước hù dọa mất mật Tần Thánh Thiên, làm cho đối phương không có ý thức phản kháng, Trần Trường An muốn dễ dàng như thế đánh giết, còn thật không dễ dàng mà lúc này Tề Gia Lão tổ cả người đều mộng, hắn vốn cho rằng sẽ bộc phát ra một tràng đại chiến, thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền kết thúc. Cái này mẹ nó, Tiên Hoàng yếu như vậy, vẫn là nói Trần Trường An mạnh quá không hợp thói thường một chút. Thất thần làm gì đây? Có tâm sự à? Trần Trường An nhìn xem Tề Gia Lão tổ hỏi, ngươi nói thật với ta, ngươi thật chuyển thế ư? Ngươi không phải là tìm được cái gì trí bảo, những năm này vụng trộm trốn đi tu luyện à? ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý tiên hoàng hắn như là tiên hoàng à chết như vậy uất ức tề gia lão tổ một mặt khiếp sợ nhìn xem trần trường an uất ức ư đây không phải hắn tự tìm ư ta đều không đi tìm hắn hắn chạy tới tìm ta vậy ta còn có thể khách khí với hắn chớ khẩn trương chớ kinh ngạc nhớ kỹ ta à, liền là mạnh như vậy đối với trần trường an như vậy trang bức lời nói tề gia lão tổ cứ thế không có cách nào phản bác cuối cùng hắn nói đều là lời nói thật, liền là nói quá mẹ nó muốn ăn đòn. Nguyên cớ, ngươi đến cùng phải hay không kim tiên cảnh? Tề gia lão tổ tò mò hỏi. Không chỉ là kim tiên cảnh, ta còn chuẩn bị đi tham gia thiên kiêu bảng đây. Thiên kiêu bảng, bất mãn ba vạn tuổi, ngọa tào Coi như là chuyển thế, cũng không cần thiết yêu nghiệt đến loại trình độ này à. Bất mãn ba vạn tuổi, treo lên đánh tiên hoàng. Cái này thánh nguyên tiên triều tần thánh thiên, tuy nói không phải tiên hoàng cường giả tối đỉnh, nhưng ít nhất cũng phải là tiên hoàng tầng 3 tả hữu cường giả. Đến loại cảnh giới này, tu vi tranh lệch tầng 1, thực lực thế nhưng cách nhau rất xa. Liên giống với tề gia lão tổ, tuy nói đột phá đến tiên hoàng cảnh giới, nhưng đã mấy chục vạn năm không có bất kỳ tăng lên. Thậm chí có khả năng có thể, hắn đời này mãi cho đến chết một ngày kia, đều chỉ sẽ lưu lại tại bên trong cái cảnh giới này. Tại nhìn một chút trần trường an, tề gia lão tổ cảm giác chính mình là cái phế vật, dù cho ở trong mắt những người khác, hắn là tiên hoàng hắn là cao cao tại thượng tề gia lão tổ động lòng người so người đến chết hàng so hàng đến ném tình huống như thế nào kết thúc rồi à có phải hay không đừng đánh hẳn là đừng đánh à một điểm động tĩnh cũng không có ngọa tào làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng đời ta liền như vậy kết thúc đây vừa mới khí tức thật là quá đáng sợ đột nhiên khôi phục yên lặng để tất cả mọi người là nới lỏng một hơi bất kể là ai đều cũng không hy vọng cuộc đời mình địa phương có cường giả đối chiến, cuối cùng đây chính là muốn tay bay vạ gió sự tình. Tiên hoàng cấp bậc cường giả đối chiến, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, ảnh hưởng rất rộng, rất nhiều nơi đều sẽ chịu đến 10 phần nghiêm trọng tác động đến. Nhất là bọn hắn loại này đang đứng ở trong chiến đấu vị trí, tất nhiên sẽ theo lấy cường giả chiến đấu tan thành mây khói, ai cũng trốn không thoát. Lão tổ, vừa mới đến tụ cùng là vị nào tiên hoàng cường giả tới? Người đã đi ư? Đi rồi sao? Nghe được tộc nhân, tề ra lão tổ cười lạnh nói chính xác là đi mãi mãi cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện người tới không phải chúng ta lưu vân vực tiên hoàng không phải lưu vân vực tiên hoàng cường giả vậy đến đến nơi này làm cái gì lão tổ thế nhưng đối phương sợ hãi thực lực của ngài bị hù chạy hù chạy tề ra lão tổ không vui nhìn tộc nhân một chút lạnh giọng nói sẽ không vuốt mông ngựa liền đem miệng khép lại ta có thực lực kia ư ngươi cảm thấy tiên hoàng sẽ sợ ta sao muốn biết các ngươi đến hỏi hắn cùng tiên hoàng giao thủ người là hắn tề gia người những lời này hỏi để tề gia lão tổ rất là mất mặt tuy là cùng là tiên hoàng cảnh giới nhưng đối phương chỉ là cố kỵ tề gia tại lưu vân vực thân phận cũng không phải là hắn tề gia lão tổ tu vi bằng không lúc ấy cũng sẽ không nói nhiều như vậy nói nhảm nói cho cùng vẫn là thực lực không bằng người trần trần trường an tiền bối cùng đối phương giao thủ cái này không có cảm giác đến có cái gì quá lớn ba động à tiền bối Ngươi là như thế nào cùng đối phương giao thủ? Tiền bối. Tề ra người hỏi thăm không ngừng, sắc mặt Trần Trường An yên lặng thở dài một hơi, nói. Chờ các ngươi nắm giữ thực lực tuyệt đối phía sau, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Một số thời khắc, không cần động tĩnh quá lớn, liền có thể đánh chết địch nhân của ngươi. Điều kiện tiên quyết là, tuyệt đối nghiền ép. Từ từ đi, ta xem trọng các ngươi. Các ngươi sẽ có cơ hội. Nói xong sau đó, Trần Trường An trực tiếp quay người rời đi nhìn xem bóng lưng Trần Trường An, tề ra mọi người đưa mắt nhìn nhau. Giết ngươi địch nhân, giết, hắn mẹ nó đem tiên hoàng cường giả giết đi. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 397. Trần Huynh, khi nào khởi hành? Không vội không vội, đại hoàng bọn chúng còn chưa có trở lại đây. Cái kia, bằng không, ta phái người đi đưa chúng nó gọi trở về. Các ngươi cũng nên khởi hành à? Ngươi nhìn một chút ngươi, ta đều không vội vã, ngươi gấp cái gì? Khoảng cách tần thánh thiên xuất hiện đã qua 7 ngày, Tề gia lão tổ lúc này nhìn xem Trần Trường An, biểu tình có chút ý vị sâu xa. 7 ngày, sơ sơ 7 ngày, Trần Trường An là ăn uống thả cửa, đem Tề gia tồn kho đều nhanh muốn ăn sạch. Thế nào? Đau lòng. Lúc trước thế như ngươi nói, tùy tiện ăn, tùy tiện uống. Ngươi người này, thế nào nhỏ mọn như vậy đây? Trần Trường An nhìn Tề gia lão tổ một chút, có chút không vui nói. Không cao hứng, ngươi mẹ nó còn không cao hứng tề gia lão tổ mắt đều nhanh phun ra lửa lời này là hắn nói không giả có thể mẹ nó ai biết trần trường an có thể ăn như vậy đây cũng không phải là phổ thông mỹ thực người bình thường làm sao lại ăn nhiều như vậy thân thể đã sớm không chịu nổi coi như là tề gia lão tổ chính mình cũng không dám như vậy không chút kiên kỵ ăn nhiều như vậy nhưng trần trường an ngược lại tốt trọn vẹn ăn uống thả cửa 7 ngày cùng một người không có chuyện gì đồng dạng thứ này hắn thật là ăn vào trong bụng ư trần trường an Ngươi có biết hay không, những vật này coi như là ta cũng không dám ăn nhiều như vậy. Ngươi liền không sợ đem thân thể cho no bạo. Thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi tu vi cuối cùng chỉ có kim tiên cảnh. Ngươi. Nói xong nói xong, Tề gia lão tổ đột nhiên không lời nói, hình như đột nhiên ý thức được cái gì, chẳng lẽ đây chính là Trần Trường An thực lực mạnh mẽ nguyên nhân. Thân thể đủ khả năng tiếp nhận năng lượng, so người khác cao hơn không biết bao nhiêu lần. Như coi là thật như thế vậy cái này tiểu tử nếu là có một ngày đột phá đến tiên đế cảnh giới không phải trực tiếp vô địch ư không đúng đều mẹ nó không cần đến tiên đế tiên tôn là đủ rồi ngươi có ăn hay không ngươi nếu là không ăn cái kia còn lại điểm ấy ta nhưng là đều ăn trần trường an căn bản liền không có phản ứng tề gia lão tổ nói cái gì mục tiêu của hắn đều là trên mặt bàn thịt rượu ăn ăn chùa thì ngu sao mà không ăn không đúng đây vốn chính là ta tề gia đồ vật Ta không thể đều để ngươi một người ăn sạch. Tề gia lão tổ vừa ngoan tâm, cũng mặc kệ nhiều như vậy, bắt đầu cùng Trần Trường An cướp lên thịt rượu, ăn trở về một điểm là một điểm. Nấc. Nha, hai vị, ăn lấy đây. Đúng lúc này, biến mất nhiều ngày như vậy đại hoàng bọn chúng ba cái cuối cùng xuất hiện. Trần Trường An tức giận nhìn một chút đại hoàng bọn chúng ba cái, nhất đà vẫn là thành thành thật thật ngay trước tọa kỵ. Trên lưng là đại hoàng cùng run nhỏ, đã từng thủy hỏa bất dung bọn chúng bây giờ kề vai sát cánh một bộ hảo huynh đệ điệu bộ chơi rất vui vẻ trần trường an hỏi đại ca vui vẻ thật vui vẻ rất lâu không có vui vẻ như vậy đại hoàng hưng phấn nói hắc 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 ta cũng cảm thấy thật vui vẻ nhất đà cười khúc khích nói nghĩa phụ lần này ta cũng là mở rộng tầm mắt nguyên lai like thanh lâu đúng là tuyệt vời như vậy địa phương cũng thật là may mắn mà có lớn hoàng ca ca mang ta mở tầm mắt cái này gọi cái gì lời nói, đều là hảo huynh đệ, người một nhà không nói hai nhà lời nói, tiếp một lần, ta còn dẫn ngươi đi. Đa tạ lớn hoàng ca ca, không cần cảm ơn, run đệ đệ. Quả nhiên, làm hai cái thủy hỏa bất dung người, tìm được giống nhau yêu thích và vui sướng phía sau, rất nhanh liền có thể trở thành bạn bè thân thiết. Hiện tại đại hoàng cùng run nhỏ, đã thông đồng, rắn chuột một ổ, câu kết với nhau làm việc xấu, khó bỏ khó phân. Nhân gia đều xưng huynh gọi đệ. Ngươi đây, Trần Trường An nhìn một chút cười ngây ngô nhất đà. Hắc hắc hắc, ta đi theo ăn uống miễn phí liền tốt. Cái khác, ta không để ý. Nhất đà cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, có ăn có uống là được, quản chúng nó đem chính mình làm cái gì đây. Trần huynh, đây đều là ngươi dạy. Tề gia lão tổ cuối cùng hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Làm sao có khả năng? Ngươi biết chính nhân quân tử bốn chữ này ư? Đây là tự nhiên. Nói liền là ta. Ta không tin ngươi mẹ nó muốn tin hay không trần trường an cũng không có tâm tình đi để ý tới tề gia lão tổ đối chính mình thành kiến cuối cùng thế nhân đối chính mình thành kiến quá nhiều ai có thể minh bạch chính mình vĩ ngạn đây được rồi bọn chúng cũng đều trở về thứ này sẽ không ăn ả à? nghe nói như thế tề gia lão tổ cũng là ánh mắt sáng lên vị này ta cuối cùng muốn đi ư có tiên linh thạch hay không trần trường an nhìn xem tề gia lão tổ hỏi tiên linh thạch làm gì ngươi lại muốn làm cái gì bọn chúng thời điểm ra đi dựa dẫm vào ta mượn một vạn trung phẩm tiên linh thạch ngươi muốn trả ta sao tề gia lão tổ hỏi không phải ta là muốn muốn tại cùng ngươi mượn điểm ăn nhiều đồ như vậy ta cảm thấy ta tất yếu bế cái quản bất quá vẫn là cần chút tiên linh thạch trần trường an cười lấy nói tề gia lão tổ hơi nghi hoặc một chút nhìn trần trường an một chút ngươi mẹ nó một cái cửu vân tiên môn thái thượng trưởng lão trên tay của ngươi sẽ không có tiên linh thạch, còn muốn cùng ta mượn. Ngươi không có tiên linh thạch, làm sao có khả năng, tất nhiên có. Vậy sao ngươi không cần chính mình? Luyến tiếc, nguyên cớ, tìm ngươi mượn điểm. Ngọa tào, vô sỉ, quá mẹ nó vô sỉ, ngươi không nỡ dùng chính mình, ngươi liền đánh chúng ta tề ra tiên linh thạch chủ kiến. Còn muốn hay không chút mặt mũi, cho mượn không còn không nói, còn mẹ nó muốn mượn càng nhiều. Ngươi liền nói có cho mượn hay không? không phải ngươi cầu ta mượn tiên linh thạch ngươi thế nào kiên cường như vậy lão tề ta nói cho ngươi ta cùng ngươi mượn đó là nể mặt ngươi ngươi cho rằng ta không có những bằng hữu khác ư cùng người khác mượn không được ư muốn mượn ta tiên linh thạch nhiều người đi ta là cùng ngươi quan hệ hảo tài cùng ngươi mượn ngươi biết hay không được đã ngươi như vậy khó xử vậy ta cũng không mượn không mượn được hay không trần trường an nói xong sau đó quay người liền muốn rời khỏi tề ra lão tổ vội vã đem trần trường an giữ chặt đừng 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 ngươi nhìn một chút ngươi người này tính tình thế nào còn biến lớn đây ta cũng không nói không mượn có phải hay không mượn ta mượn còn không được ư gặp tề gia lão tổ nói như vậy trần trường an vừa ý gật đầu một cái nói ta có thể nói cho ngươi biết cái này tiên linh thạch trong thời gian ngắn ta có thể không hẳn trả lại ngươi ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý không có vấn đề ngươi muốn lúc nào còn ngươi liền lúc nào còn ta không vội vã ân cái này còn tạm được ngươi chuẩn bị một chút à ta muốn bế quan tù luyện tốt ngươi chờ ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngươi tề gia lão tổ rời đi về sau đại hoàng bọn chúng ba cái đều là một mặt kính nể nhìn về phía trần trường an còn phải là đại ca mượn đồ vật đều như vậy có lý chẳng sợ hơn nữa còn để tề gia lão tổ thành thành thật thật liền như vậy đáp ứng xuống chúng ta tấm gương à đại ca chiêu này ngươi đến dạy một chút ta tiếp một lần vay tiền ta cũng làm như vậy. Đại hoàng hưng phấn nói. Ngươi, ngươi không được. Vì sao? Ngươi không bằng hữu. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 398. Đi. Ân, đi. Ai, cuối cùng đã đi. Tề gia lão tổ tê liệt trên ghế ngồi, phảng phất cả người tinh khí thần đều đã bị rút sạch đồng dạng. Năm năm, sơ sơ năm năm, Trần Trường An cái này một cái bế quan, ngay tại tề gia đợi thời gian 5 năm năm. Kết quả cuối cùng đây, Tề gia lão tổ nhiều năm như vậy tích xúc, chủ yếu đã tất cả đều bị Trần Trường An ép khô. Nếu như Trần Trường An lại không đi, Tề gia lão tổ cũng không biết muốn làm sao, chẳng lẽ còn đến cầm Tề gia công khố đồ vật bên trong ư? Ừ. Lão tổ, ngài, không có sao chứ? Ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng ư? Nghe nói như thế, Tề phóng đầu tiên là theo bản năng gật đầu một cái, nhưng làm phát hiện lão tổ ánh mắt không đối phía sau, vội vã lại lắc đầu không có việc gì không có việc gì lão tổ ngài càng già càng dẻo dai ra những vẫn cường mãnh lão ý của ngươi là ta già vậy sau này tề ra ngươi tới làm chủ thế nào à không 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 lão tổ ta không dám không dám ta thật không có ý tứ này à tề phóng hù dọa đến mất hồn mất vía bất quá suy nghĩ kỹ một chút chính mình nói có vấn đề ư chính xác rất già cực kỳ cứng à ngươi đi đem trần trường an trở lại lưu vân vực tin tức chuyển đi nhất là truyền cho mấy người kia ngươi biết ta nói đều là ai à tề gia lão tổ lời nói để tề phóng toàn thân chấn động lão tổ đây là muốn làm cái gì đâm lưng ư cái này phải địa đạo à lão tổ chuyện kia đều là ngươi đáp ứng bây giờ người ta đi ngươi lại tới chiều này có chút không tử tế à tề phóng có chút khẩn trương nói ngươi cảm thấy các ngươi lão tổ ta là loại tiểu nhân này ư tề gia lão tổ tức giận chất vấn vậy ngươi còn như thế làm ngươi biết cái gì dựa vào cái gì chỉ làm cho lão tử một người thua thiệt phải ăn thiệt thòi mọi người cùng nhau ai cũng đừng nghĩ tốt cái gì đây cũng không phải là tiểu nhân ư làm như vậy cũng không tính sao nói chính ngươi đều đã bị thua thiệt còn muốn đem người khác cũng đều kéo xuống nước tới lão tổ cái này không vẫn là không chân chính ư lão tử hôm nay còn liền không chân chính loại thống khổ này ta nhất định cần để bọn hắn cũng thật tốt nếm thử một chút ngươi còn đứng ngay đó làm gì đây? Chậm một chút nữa, không chừng đến lúc đó Trần Trường An đều theo thiên kiêu thành chạy. Còn không nhanh đi. Có truyền âm tiên ngọc liền dùng truyền âm tiên ngọc liên hệ, không có, ngươi liền đích thân đi một chuyến. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định cần dùng tốc độ nhanh nhất, đem chuyện này, thông chi cho những lão già hỏa kia. Lúc trước chịu tội mọi người cùng nhau chịu tội, hiện tại chịu tội, bọn hắn cũng đừng nghĩ bỏ lỡ. Tề Phong lúc này cảm giác có chút bất đắc dĩ, muốn nói chịu tội việc này, Người khác chính xác cực kỳ chịu tội, nhưng ngài lão năm đó bao nhanh vui à, chịu tội ư. Nhìn xem lão tổ trên mặt cái kia nụ cười tà ác, Tê Phóng không khỏi đến cảm khái nói, "Lão tổ, ngươi bây giờ thật giống cái đại phản phái." "Ân, cái này gọi cái gì lời nói?" "Biết chính nhân quân tử bốn chữ này ư?" "Biết." "Cái này nói liền là ta." "Ta? Ngươi thế nào còn học nhân gia Trần Trường An tiền bối nói chuyện đây? Làm sao ngươi biết?" "Ta nghe được." Khụ khụ ngươi nghe lầm câu nói kia là ta nói a à, là ta nghe lầm liền là ngươi nghe lầm được lão tổ nói đúng một bên khác trần trường an rời đi phía sau liền dự định lần này trực tiếp tiến về thiên kiêu thành lúc trước rời đi huyền thiên vực thời điểm lục tương vân đã từng nói nhất định phải làm cho trần trường an tham gia thiên kiêu bảng tổng bảng tranh đoạt có lẽ cái này chỉ sợ cũng là trần thiên phân phó đại ca lấy thực lực của ngươi tham gia thiên kiêu bảng cái này chẳng phải là bắt nạt người sao. Ta đều có chút nâng những người này không đáng đến, thật tốt địa, gặp phải ngươi như vậy cái biến thái. Đại hoàng cảm khái nói, không biết nói chuyện liền im miệng, nắm chắc thời gian đi đường. Trần Trường An không nhịn được nói, đại ca, ta nắm chắc vô dụng, ngươi đến để nhất đà bắt chút gấp, có phải hay không nhất đà. Đại hoàng nhìn một chút phía dưới nhất đà nói, đừng thúc, đều bốc lên hỏa tinh tử. Ta tận lực, nhất đà buồn bực nói, ai, đều là một nhóm phế vật vô dụng thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính ta trần trường an bất đắc dĩ lắc đầu theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau một khắc nhất đà cũng cảm giác trước mắt mình cảnh tượng biến cái này tình huống như thế nào nhất đà một mặt mộng bức mà hỏi nhìn tới còn không tới tiếp tục trần trường an thi triển không gian pháp tắc chi lực thật to rút ngắn tiến về thiên kiêu thành thời gian đến ngoạ tào nhanh như vậy đã đến Tề gia lão tổ không phải nói, chúng ta đến tốc độ, đến hơn nửa năm ư. Ừ. Bảy ngày, nguyên bản cần hơn nửa năm thời gian mới có thể đủ chạy đến địa phương, lần này, rõ ràng chỉ là dùng bảy ngày thời gian đã đến. Nhất đà trong lòng mười phần chấn kinh, càng hiếu kỳ, Trần Trường An cuối cùng là thủ đoạn gì? Ngươi biết cái gì, ta đại ca, vô địch thiên hạ. Chỉ cần ta đại ca muốn, chúng ta đã sớm đến thiên kiêu thành. Các ngươi cũng đều không hiểu. Nào có ta cùng ta đại ca tình cảm sâu, biết đến nhiều. Đại hoàng đắc ý nói: "Thôi đi, đó là phía trước, hiện tại ta cùng nghĩa phụ ta tốt nhất. Run nhỏ, ngươi có còn muốn hay không ta dẫn ngươi đi chơi? Có còn hay không là hảo huynh đệ?" "Đúng đúng đúng, hảo huynh đệ, việc này ta không cùng ngươi cướp, không tranh với ngươi." "Thế mới đúng chứ." Trần Trường An không thèm để ý bọn hắn, hiện tại khẩn yếu nhất liền là trước tiến vào Thiên Kiêu thành, tìm một chỗ dàn xếp lại. Nhưng mà đợi đến Trần Trường An vừa tới cửa thành thời điểm, Liên đã có một đám người đang nghênh tiếp hắn. Nhìn thấy những người này phục sức, Trần Trường An minh bạch, những người này là cửu vân tiên môn người, nhìn lên, hẳn là cửu vân tiên môn môn chủ an bài. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão, cửu vân tiên môn những người này động tác, đưa tới không ít người chú ý, nhưng làm những người này nhìn thấy Trần Trường An thời điểm, không khỏi đều là nhớ mày. Chứ không nói tạo hình tuyệt đối hút con ngươi, liền là cái này tu vi. Kim tiên cảnh tầng 5, làm cái quỷ gì, Tiểu tử này kiếp trước cứu vốt cửu vân tiên môn sao. Tu Vi như vậy liền thành thái thượng trưởng lão. Không phải chứ. Cái này cũng có thể làm cửu vân tiên môn thái thượng trưởng lão. Nếu là hắn có thể làm, cái kia mẹ nó ta cảm thấy ta cũng có thể làm, ta vẫn là thiên tiên cảnh Tu Vi đây. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái ba ba a ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm cửu vân tiên môn thái thượng trưởng lão. Cái kia vì sao hắn có thể? Ta mẹ nó làm sao biết hắn vì sao có thể? bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ trần trường an cũng không để ý tới mà là nhìn xem cửu vân tiên môn người nói chỗ ở tất cả an bài xong là tại các ngươi đồn chú địa phương vẫn là thiên kiêu lâu đúng rồi nơi này có thiên kiêu lâu ư trần trường an hỏi hồi thái thượng trưởng lão lời nói nơi này có thiên kiêu lâu bất quá chỉ là phổ thông khách sạn mà thôi thái thượng trưởng lão muốn ở tại thiên kiêu lâu ư chỉ là phổ thông khách sạn ư đã như vậy vậy liền không cần thiết Tính toán, đi các người nơi đó à? Được. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 399. Theo lấy Trần Trường An xuất hiện, cửu vân tiên môn kim tiên cảnh thái thượng trưởng lão tin tức cũng tại thiên kiêu thành truyền ra. Nghe nói không? Cái này cửu vân tiên môn thế nào sẽ xuất hiện một cái kim tiên cảnh thái thượng trưởng lão? Nghe nói, chuyện này đều truyền ra, ai cũng không biết nguyên nhân, cửu vân tiên môn cũng không có nói cái gì. Sao định là kim tiên cảnh tầng 5 tu vi sao? không phải là che giấu tu vi à. Ngươi cảm thấy, loại thân phận này người, tất yếu ẩn giấu tu vi sao? Huống hồ, bên trong Thiên Kiêu Thành nhiều như vậy thế lực đồn trú, Cửu Vân Tiên môn Thái thượng trưởng lão là ai, bọn hắn đều hết sức rõ ràng, nhưng cái này một vị, hình như cũng không phải mọi người biết rõ, nói cách khác, rất có thể là tân nhiệm Thái thượng trưởng lão. Ta còn nghe nói, người này đi tới Thiên Kiêu Thành mục đích là làm tham gia Thiên Kiêu bảng, chỉ có chưa đầy 3 vạn tuổi người mới có thể như thế vẫn chưa đủ không hợp thói thường ư. Mà nó, chuyện này cũng quá bất hợp lý à. Bất mãn ba vạn tuổi, chỉ có kim tiên cảnh tu vi, rõ ràng liền trở thành cửu vân tiên môn thái thượng trưởng lão, việc này, quá quỷ dị. Các ngươi còn có người nào tin tức mới nhất ư? Có cái gì kình bạo một điểm? Cái này, vậy liền không rõ ràng, bất quá, liên quan tới tin tức khác, ngược lại có một điểm. Tin tức gì? Ta nghe nói, gần nhất những thế lực lớn khác người, dường như cũng tại chuẩn bị cái gì, nghe nói, có không ít cường giả muốn đến thiên kiêu thành. Ân, cường giả, mạnh bao nhiêu? Khó mà nói, khả năng là những cái kia tầng cao nhất đại nhân vật à. Tiên, tiên hoàng, bọn hắn tới làm cái gì? Cái này thiên kiêu thành tuy nói là mọi người quan tâm tiêu điểm, có thể những cường giả này chủ yếu sẽ không xuất hiện tại nơi này à? Người nào biết, ta cũng là nghe được, thật giả hiện tại còn chưa thể có kết luận đây. Ngoạ tào, vậy thiên kiêu thành này, chẳng phải là muốn náo nhiệt lên sẽ phi thường náo nhiệt e rằng cái này thiên kiêu thành thành chủ hiện tại cũng muốn luống cuống chính như những người này nghị luận đồng dạng lưu vân vực thiên kiêu thành thành chủ lúc này chính xác sợ đến một nhóm nơi này là lưu vân vực cũng không phải huyền thiên vực tại huyền thiên vực thiên kiêu thành thành chủ tuy nói trung lập chính xác một nhà độc đại mà tại lưu vân vực thiên kiêu thành thành chủ thực lực mặc dù không tệ nhưng chỉ là trong lưu vân vực chọn lựa tới một cái thành chủ mà lại là có nhiệm kỳ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi, liền là lo lắng thời gian lâu dài, có chút người sẽ làm việc thiên tư. Thật vừa đúng lúc, bây giờ Lưu Vân vực thiên kiêu thành thành chủ, là cửu vân tiên môn một vị trưởng lão, vừa mới nhậm chức mới trăm năm thời gian. Thái thượng trưởng lão, vậy phải làm sao bây giờ à? Tới, đều tới. Rõ ràng đều là hướng ngài tới à? Bằng không, ngài đi tránh một chút. Nếu là tại ta nhiệm kỳ thiên kiêu thành xảy ra chuyện, nhưng không có biện pháp bàn giao à? Trần Trường An bất đắc dĩ nhìn một chút vị này lại là cửu vân tiên môn trưởng lão, lại là thiên kiêu thành thành chủ Mã Vân Siêu, hỏi, với ai bàn giao? Ta ngược lại một mực không biết, thiên kiêu thành xảy ra sự tình, cần với ai bàn giao? Nhiều như vậy thiên kiêu thành, còn có thiên kiêu bảng, đến tục cùng về ai ống? Mã Vân Siêu đồng dạng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đều nói thái thượng trưởng lão chuyển thế phía sau. Cái gì ký ức đều không có khôi phục, xem ra là không giả à, hắn thế nào đối thái cổ tiên vực cũng không biết một tí gì. Ta thái thượng trưởng lão, ngươi thật là cái gì cũng không nhớ gì cả. Mã Vân Siêu hỏi. Ừm, nhớ đến điểm, ta nhớ đến ta là ngươi thái thượng trưởng lão. Trần Trường An thuận miệng nói. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi cẩn thận tâm sự. Trong cái thái cổ tiên vực này, nhân tộc tối cường, chắc chắn là cửu đại tiên tộc. Yêu tộc tối cường, dĩ nhiên chính là long tộc, phượng tộc, cùng kỳ lân nhất tộc, tất nhiên, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc thực lực cũng không tệ, nhưng cùng ba cái kia không so được, kém một chút. Năm đó còn có ma tộc, bất quá bị tiêu diệt. Mà cái này Thiên Kiêu bảng, liền là cửu đại tiên tộc, cùng Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc liên thủ làm ra. Nói cách khác, Thiên Kiêu thành cùng phía sau Thiên Kiêu bảng đứng đấy, là thái cổ tiên vực đỉnh cao nhất lực lượng. Ngươi nói xem, ai còn dám tại nơi này nháo sự? Đây là tại Thiên Kiêu thành nháo sự ư? Cái này không hiển nhiên đánh mặt cửu đại tiên tộc cùng Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc ư? đến lúc đó, bọn hắn nếu là trách tội xuống, đừng nói là ta, Cửu Vân Tiên môn đều sẽ chịu đến ảnh hưởng." Mã Vân Siêu khẩn trương nói. "Nguyên Lai, phía sau Thiên Kiêu bảng, rõ ràng hội tụ cái này thái cổ tiên vực tất cả đỉnh thế lực. Vậy bọn hắn làm cái đồ chơi này ý nghĩa ở đâu? Chính là vì khoe khoang ư?" Đi tới Thiên Kiêu thành phía sau, Trần Trường An liền đã nghe ngóng, cái này Thiên Kiêu bảng tổng bảng, bài danh trước 20, toàn bộ đều bị Cửu Đại Tiên tộc cùng Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc người chiếm đoạt. 50 đến 21 tên mới là thái cổ tiên vực thế lực khác bồi dưỡng ra được người nổi bật về phần tán tu, điệu thấp thiên tài, một cái không có. Nguyên cớ, ngươi nói với ta nhiều như vậy, quản ta chuyện gì? Ta chính là tới tham gia thiên kiêu bảng, ta cũng không phải tới gây chuyện. Trần Trường An bất đắc dĩ nói. Quản ngươi chuyện gì? Không ngờ như thế chính mình nói hồi lâu, vị này ta, ngươi là một câu cũng không có nghe vào đúng không? Tổ tông, ngươi là ta thân tổ tông thành ư năm đó ngài đều đã làm gì sự tình ngài quên có thể những người kia không quên à cũng không biết là cái nào đáng đâm ngàn đao đồ vật đem tin tức của ngươi để lộ ra tới ta được đến tin tức là một điện hai cung mặt khác hai đại tiên môn cùng tứ đại gia tộc lão tổ nhân vật đều muốn tề tụ thiên kiêu thành ngài nói bọn hắn thật xa tới làm gì còn không phải bởi vì ngươi sao chính mình như vậy được hoan nghênh sao rõ ràng đều chạy tới nghênh đón chính mình người khác tới thì tới tề gia lão tổ tới xem náo nhiệt gì. Mà nó, việc này, khó tránh khỏi liền là cùng thế nguyên lão già khốn kiếp kia làm. Trần Trường An một đoán, liền là tiểu tử này giờ trò quỷ. Cùng thế nguyên, ngươi là nói tề gia cái vị kia lão tổ. Hắn tại sao muốn làm như thế? Đúng rồi, hắn làm sao biết ngài trở về? Mã Vân Siêu có chút không hiểu hỏi. Trên đường tới, ta đi một chuyến tề gia, thuận tiện. Tại hắn cái kia bao nhiêu dùng điểm hắn đồ vật dùng điểm hắn đồ vật. Đó là bao nhiêu? Mã Vân Siêu nhìn về phía Trần Trường An ánh mắt tràn ngập tìm kiếm, nhưng làm theo Trần Trường An trong miệng biết được đáp án phía sau, Mã Vân Siêu triệt để mộng. Cái này gọi điểm. Tề gia lão tổ nhiều năm như vậy tích xúc đều bị ngươi vơ vét không còn gì, đây là dùng điểm cái chữ này có thể hình dung ư. Thái thượng trưởng lão, nghe ta, không được, chúng ta liền tránh một chút à. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chờ ngươi mã văn siêu chít chít oa oa nói một chàng trần trường an cảm giác hình như có một con ruồi không ngừng mà ở bên tai mình quay tới quay lui nói xong ư không có việc gì liền đi đi thôi bọn hắn không đến trả tốt nếu là dám đến làm sao vậy liền tới thôi ta còn sợ bọn hắn đang cần tài nguyên đây việc này khó tránh khỏi còn phải cảm tạ cảm tạ lão tề tên vương bát đản này hắc 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 bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 400. Hắc hắc hắc. Ngài còn có tâm tư tại cái này hắc hắc hắc. Nhìn thấy Trần Trường An cười bỉ ổi như vậy, lại vui vẻ như vậy, Mã Vân Siêu quả là nhanh muốn tại chỗ qua đời. Không có cách nào, ai bảo nhân ra là Thái Thượng Trưởng Lão đây, bọn hắn lại có thể thế nào? Đúng rồi Thái Thượng Trưởng Lão. Những người kia hình như biết ngươi chuyển thế tin tức, cũng biết ngươi hiện tại là Kim Tiên Cảnh Tu Vi. Ta nhìn mấy ngày nay, sợ là liền sẽ có người tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi nếu là ra ngoài, cái kia có thể phải chú ý điểm. Mã Vân Siêu nhắc nhở. Yên tâm đi, ta còn sợ bọn hắn không đến đây. Đúng rồi, trước tiên ta hỏi một thoáng, ta nếu là đi tham gia thiên kiêu bảng lời nói, có cái gì quá trình hay không? Ta tại huyền thiên vực thiên kiêu bảng thu được hạng nhất, hơn nữa thông quan tầng 99, có hay không có thể trực tiếp tham gia, không cần tại đi cái gì kiểm tra. Trần Trường An hỏi. Ồ, thông quan tầng 99 ư. Theo lý thuyết có thể, chỉ bất quá, huyền thiên vực thành tích, dường như. Chờ chút, ngài mới vừa nói bao nhiêu tầng. Tầng 99, thế nào? Tầng 99, lại là tầng 99. Huyền thiên vực đúng không? Ta đến ngẫm lại, huyền thiên vực tại địa phương nào, huyền thiên vực cái kia thiên kiêu tháp độ khó như thế nào? Còn có, nhìn xem mã vân siêu tựa như là điên dại đồng dạng, Trần Trường An cảm giác có chút đau đầu, liền cái này, còn mẹ nó có thể làm thành chủ. Ngươi đi làm cái bệnh viện tâm thần viện trưởng à? Đại khái qua hai nén nhang phía sau, Mã Vân Siêu một mặt hưng phấn nhìn về phía Trần Trường An, nói, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Huyền thiên vực tầng 99, đó cũng là không được à. Thật là kỳ quái, theo lý thuyết tin tức như vậy, đã sớm có lẽ chuyển đến cái khác thiên kiêu thành mới đúng, thế nào ta bên này một điểm động tĩnh đều không có. Hả? Không có động tĩnh? Ý tứ gì? Ý của ngươi là nói, Địa phương khác Thiên Kiêu bảng thành tích là muốn báo cáo đến các ngươi nơi này." Trần Trường An hỏi. "Không sai, chính xác là dạng này. Chúng ta Lưu Vân vực tuy nói không phải đặc biệt mạnh khu vực, nhưng nơi này Thiên Kiêu thành, chính xác là Thập Đại Thiên Kiêu thành một trong, là phụ trách thống kê Thiên Kiêu tổng bảng bài danh. Một chút nhỏ yếu khu vực Thiên Kiêu thành thành tích cần bẩm báo đến chúng ta nơi này, dạng này, chúng ta cũng tốt biết ai mới có tư cách tham gia tổng bảng." Theo lý thuyết, thông quan tầng 99 thành tích như vậy đã sớm có lẽ báo cáo đi lên mã vân siêu giải thích nói nghe được mã vân siêu lời nói trần trường an nhíu mày chẳng lẽ là lục tiêu vân đem chuyện này cái kia che giấu đi nhưng hắn mục đích làm như vậy là cái gì lại là trần thiên an bài nguyên cớ ta hiện tại là thế nào cái tình huống trần trường an hỏi cái này chậm một chút liền là ta hiện tại phái người tiến về huyền thiên vực đem chuyện này chứng thực nếu như không có bên kia báo cáo Ta bên này là không thể tùy tiện làm chủ, coi như ta là thành chủ cũng không có cái quyền lợi này. Đây chính là vì để tránh cho thành chủ lấy quyền mưu tư, tự mình cải biến thành tích. Chuyện này, ngươi che giấu không có việc gì, nhưng tự mình cải biến thành tích, nhưng chính là chuyện lớn. Tất nhiên, còn có một cái biện pháp, đã ngài tham gia qua Huyền Thiên vực Thiên Kiêu bảng tranh đoạt, ngài nên biết khảo nghiệm sự tình à. Tại nơi này, cũng có thể tiến hành khảo thí, nếu như khảo nghiệm thành tích đạt tiêu chuẩn coi như phía trước ngươi không có cái khác thiên kiêu tháp thành tích, cũng là có thể tham gia. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là khảo nghiệm thành tích hợp cách. Chỉ bất quá, độ khó có chút lớn. Nhưng ngài cũng không có vấn đề, thông quan tầng 99, khá lắm, ta đều chưa nghe nói qua, ai có thể tại Kim Tiên cảnh liền nắm giữ thành tích như vậy. Xứng đáng là chúng ta Cửu Vân Tiên môn thái thượng trưởng lão. Châu. Mã Vân siêu kích động nói. Còn phải đến khảo thí ư? Ban đầu ở Huyền Thiên vực trần trường an liền cái gì cũng không có đo đi ra trực tiếp đem bia đá khảo nghiệm làm băng không kiểm tra không được trần trường an hỏi được nhưng mà cần thời gian chờ ta phái người trước đi huyền thiên vực đến lúc này một lần lời nói e rằng ít nói cũng đến nửa năm thậm chí khả năng sẽ càng lâu lâu như vậy các ngươi cái chỗ chết tiệt này truyền tin như vậy không tiện sao không phải có truyền âm tiên ngọc các loại đồ vật ư thiên kiêu thành ở giữa liền không thể liên hệ liên hệ thái cổ tiên vực quá lớn, chúng ta cũng là không có cách nào. Cho dù có truyền âm tiên ngọc, có thể khoảng cách quá xa, đây cũng là không còn giá trị rồi à. Hơn nữa, mỗi một cái thiên kiêu tháp tiếp nối đều là bản xứ thiên kiêu bảng, sẽ không trao đổi. Chỉ có thập đại thiên kiêu thành thiên kiêu tổng bảng mới có thể xuất hiện trao đổi tình huống. Mã Văn Siêu nói xong sau đó, Trần Trường An bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra, làm rút ngắn thời gian lời nói, chỉ có thể đi khảo thí một lần. Tính toán, ta đi khảo thí tốt vậy ta liền đi trước thiên kiêu thành còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý ân đi à mã văn siêu rời đi về sau đại hoàng một mặt hưng phấn chạy tới nói đại ca đi à ta không đi thanh lâu trần trường an tức giận nói nói cái gì đây đại ca ta tại trong lòng ngươi cũng chỉ sẽ đi thanh lâu ư không phải đây ta tốt à ta chính xác ưa thích đi nhưng ta lần này không phải tìm ngươi đi thanh lâu đi đi khảo thí đại sảnh à. Một lần trước liền không nhìn thấy ngươi thành tích khảo sát, ta thật thật tò mò. Lần này, nơi này bia đá khảo nghiệm, dù thế nào cũng sẽ không phải sơ cấp à. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, chiến lực của mình đến tột cùng là cấp bậc gì ư? Chiến lực đến tột cùng là cấp bậc gì? Đối với một điểm này, Trần Trường An kỳ thực cũng không phải thật tò mò, cùng Tân Thánh Thiên một trận chiến, Trần Trường An đã biết rõ, chiến lực của mình có thể sánh ngang tiên hoàng cảnh giới. Tuy nói giết Tần Thánh Thiên phía sau, Trần Trường An lại tu luyện 5 năm, đem tu vi tăng lên tới Kim Tiên cảnh tầng 5, nhưng cũng sẽ không đạt được bay vọt về chất, y nguyên còn lưu lại tại Tiên Hoàng cảnh giới thực lực. Các ngươi đều cùng ta cùng đi ư? Trần Trường An hỏi. Đi một chút đi, tất nhiên đi, ta còn cái gì cũng không biết đây, thấy chút việc đời. Du nhỏ cười lấy nói. Ngươi gần nhất, thế nào không biến thành xích chó? Trần Trường An nhìn xem Du nhỏ hỏi. Ai nha, đây không phải nhân hình dễ dàng hơn một chút à lại nói xích chó đôi kia ta lớn hoàng ca ca nhiều không tôn trọng à thuận tiện một chút thuận tiện ngươi dẫn đại hoàng đi thanh lâu ư đại ca ngươi cũng không cần hỏi ta à ta không đi ngài không lấy đi ư dày nhiều bẩn à ta phải đến tới đại ca bên trên cõng nhất đà cười hì hì nói ai đây đều là một nhóm cái gì hàng mình rốt cuộc tạo cái gì nghiệt thế nào bên cạnh đều là không bình thường như vậy đồ chơi nhìn xem đại hoàng bọn chúng ba cái trần trường an cảm giác hình tượng của mình nháy mắt liền cao lớn lên quả nhiên ưu tú người đều là như vậy không hợp nhau đi đi khảo thí đại sảnh